giờ hè dân từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Thanh Thủy thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 1 tháng 7 năm 2022, Phật lịch 2566. Đề tài hôm nay: môn học thắng pháp phổ thông, thắng pháp tập yếu, Abhidhamma. Abhidhammattha Sanggraha và 13 tâm thiện dục giới tịnh hảo, Tỳ khưu Dắt Đẳng biên soạn và giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh thần tổng minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Phật Thầy Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng chánh biến tri minh hạnh phúc thiện thể thế gian dài, vô thượng điện ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ thánh pháp do Phật tiện thuyết chỉ tịch hiển tiền ở ngoài thời gian đến những người năng hướng thượng trí giả thân. Nhất tâm lễ lễ chim tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh trịnh hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám trị, đáng ngạc lệ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lệ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện vô loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho cái niềm tin, biết hỗ trì giải hạnh, biết hạnh phúc trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy thị phúc lành được cắt từ như ý rồi phản hồi chung tứ, chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc thành tái sanh. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay: môn học thắng pháp phổ thông, thắng pháp tập yếu, Abhidhammattha Sanggraha, bài 13 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Chúng con kính thỉnh Hòa Thượng Dắt Đẳng dẫn nhập bài học hôm nay. À, dạ, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Dắt Đẳng. Đọc bài hả? Dạ, con xin đọc bài ạ. Thắng pháp tập yếu, Abhidhammattha Sanggraha. Giáo trình này được biên soạn dựa trên tập thắng pháp tập yếu để người học tiện đối chiếu giữa chánh kinh và chú thích những số của bài học dựa trên, dựa theo đánh số của phân đoạn, hai đoạn mang số của bài học này ý nghĩa rất ngắn nên không còn có bài riêng. 11. Tấm lược tâm vô nhân. Sát ta cú xá láp ta ca ní pun nháp ta ca ní áp pháp tha
Kriya Chitta Ni Ti Ni Ti Attha Rasa Ahetuka. 7 là số tâm quả bất thiện, 8 là số tâm quả thiện, 3 là số tâm duy tác. Như vậy tổng cộng 18 tâm vô nhân. 12. Tâm tịnh hảo Sofana Chitta Ni Papa Hetuka Mutta Ni Sofana Ni Tiputchare Eku Nasap Thichitta Ni Athe Kanavut Athe Kanavuti Piwa. Trừ ra những tâm bất thiện và tâm vô nhân, những tâm còn lại là tâm tình hảo. Những tâm này có thể là 59 hoặc 91. Chú thích: 59 tâm tịnh hảo bao gồm 24 tâm dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc, 4 tâm đạo siêu thế, 4 tâm quả siêu thế. Nếu tính tâm đạo siêu thế có thể 20 và tâm quả siêu thế có thể 20 thì tổng cộng có 91. 13. Tâm thiện dục giới tịnh hảo Kama Vachara Kusala Chitta Ni. Chánh văn: Một, Somana Sahagata Nya Nasam Vajutang Asankarikang Ekang. Hai, Somana Sahagata Nya Nasam Vajutang Asankarikang Ekang. Ba, Somana sahagatang nya navit bajutang asangka rikang ekang. 4. Somana sahagatang nya navit bajutang sasangka rikang ekang. 5. Upekha sahagatang nya nasam bajutang asangka rikang ekang. 6. Upekha sahagatang nya nasam bajutang sasangka rikang ekang. 7. Upekha sahagatang jnana vipajuttang asankharikang ekang. 8. Upekha sahagatang jnana vipajuttang sasankharikang ekang. Vĩ imani athapi sahetuka kama vachara kusala citta ni nama. 1. Tâm tốt có sự phấn khích đi với trí tuệ phát khởi mau lẹ. Tâm tốt có sự phấn khích đi với trí tuệ phát khởi do tác động. 3. Tâm tốt có sự phấn khích không đi với trí tuệ phát khởi mau lẹ. 4. Tâm tốt có sự phấn khích không đi với trí tuệ phát khởi do tác động. 5. Tâm tốt không có sự phấn khích đi với trí tuệ phát khởi mau lẹ. 6. Tâm tốt không có sự phấn khích đi với trí tuệ phát khởi do tác động. 7. Tâm tốt không có sự phấn khích không đi với trí tuệ phát khởi mau lẹ. 8. Tâm tốt không có sự phấn khích không đi với trí tuệ phát khởi do tác động. 8. Tâm thiện dục giới theo cách dịch của ngài Tịnh Sự. Một, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 2. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hỗ trợ. 3. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 4. Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hỗ trợ. 5. Tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ. 6. Tâm đại thiện thọ xả hợp trí hỗ trợ. 7. Tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ. 8. Tâm đại thiện thọ xả ly trí hỗ trợ. Chú thích: có khi người ta đặt tên cho một cái gì đó đơn giản vì đặt tên để mà gọi. Có lẽ đây là trường hợp của tâm thiện dục giới tịnh hảo trong thắng pháp Abhidhamma. Điều này thường không chỉ gây hiểu lầm cho người học mà nhiều người dạy cũng có cách trình bày sai lạc. Những điểm sau đây có thể tạo nên phản cảm cho người mới thoạt nghe nhưng rất cần để nắm vững trước khi đào sâu vào đề tài. Cũng cần nhắc lại, đây là cách trình bày vĩ mô có nhiều điểm khác với cách nói đại lợi thường gặp trong tạng.
Khi tâm thiện không hẳn là thiện. Trong tôn giáo hay đạo đức, người ta thường dùng chữ thiện để chỉ cho cái gì cao cả, từ mẫn, lợi lạc cho bản thân và tha nhân. Chữ thiện trong trường hợp của tâm thiện dục giới tịnh hảo không hẳn là vậy. Có một thứ tâm rất khéo léo, khôn ngoan, nhưng chỉ là sự xuất sắc trong công việc. Thí dụ tâm trí của một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm. Tâm tư nghiên cứu đó là thứ tâm không nằm trong phiền não, tham, sân, si, mà chỉ là sự tinh sát của trí tuệ. Theo Thắng Pháp thì tâm nghiên cứu ấy là thứ tâm thiện dục giới tịnh hảo, mặc dù có thể là sự nghiên cứu chế tạo bom đạn, vũ khí. Trong cách nói đại loại thì thiện nghiệp là một quá trình mà từ động lực ban đầu cho đến kết quả sau cùng đều là nhất quán, là lợi mình, lợi người hay lợi cả hai. Trong lúc theo cách nói vĩ mô của Thắng Pháp thì thiện bao gồm cả những điều tốt lành, khôn khéo, lành mạnh, cho quả an lạc. Sự tuyệt luân của các bộ óc khoa học là thể hiện của tâm thiện dục giới tịnh hảo, nhưng không hẳn là hành động thiện để mang lại lợi lạc cho bản thân hay nhân loại. Khi tâm dục giới không hẳn là dục giới. Gọi là tâm dục giới, người học có thể hiểu là tâm này chỉ khó trong cõi dục giới. Kỳ thật, trong cả 30 cõi hữu tâm, tức là ngoài cõi vô tưởng, đều có tâm thiện dục giới tình hảo. Hơn thế nữa, trong đời sống bình thường của chư vị phạm thiên cõi sắc hay vô sắc, nếu không nhập thiền thì phần lớn là xử lý cảnh bằng tâm thiện dục giới tịnh hảo. Như vậy, đối với hầu hết chúng sanh trong tam giới không phải là bậc A-la-hán thì đều dùng tâm thiện dục giới tịnh hảo để tương tác với cảnh nếu không có phiền não. Chính vì sự đa nhiệm phổ cập này nên còn gọi là tâm đại thiện. Maha Kusala Chitta đã gọi là tâm thiện, tại sao cần phải thêm là tịnh hảo? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì có nhiều tâm tịnh hảo không là tâm thiện như tâm quả dục giới tịnh hảo, tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Ngài Tịnh Sự dịch chữ Sô Phá Ná là tâm tịnh hảo, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là tâm tịnh quang. Dịch giả Phạm Kiên Thánh dịch là những thức tâm đẹp. Hiểu đơn giản là những thứ tâm dục giới đi chung với hai hoặc ba căn thiện: vô tham, vô sân, vô si. Tâm ứng cúng, sanh tiếu không được kể vào tâm tịnh hảo vì không đi với các căn thiện. Ba căn thiện và các tâm tịnh hảo. Như đã đề cập trước đây, những tâm tốt và xấu quyết định bởi sự kết hợp với sáu cội rễ: tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Tâm tịnh hảo dục giới là tâm có hai hoặc ba căn: vô tham, vô sân, si. Căn vô tham khiến cho tâm không dính mắc như cái máy được chế tạo thế nào không bị kẹt. Căn vô sân khiến cho tâm không nóng nảy như cái máy được chế tạo thế nào không bị nóng khiến cái máy. Căn vô si khiến cho tâm không bị rối như cái máy được chế tạo thế nào không hoạt động ngoài dự liệu. Trong các căn bất thiện thì căn si luôn có mặt trong tất cả tâm bất thiện. Trái lại, trong các căn thiện thì căn vô si có khi không. Trong khi các căn bất thiện thì căn tham và căn sân không bao giờ có thể đi chung. Trái lại, đối với căn thiện thì vô tham, vô sân luôn đi chung và có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo. Những thành tố tạo nên tám thứ tâm thiện dục giới tịnh hảo. Ba yếu tố tạo nên nhiều thứ tâm thiện dục giới tịnh hảo là phấn khích hay bình thản, Somana Sahagatang, Upekkha Sahagatang, có trí tuệ hay không đi với trí tuệ, Jnana Sampajuttang, Jnana Vippajuttang, có tác động hay không có tác động,
Asankhavikang, Sasankhavikang. Từ ba yếu tố trên tạo nên tám thứ tâm thiện dục giới tịnh hảo. Một, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô tợ trợ. Somanasahagatang nha nasam bajutang asankhavikang là tâm tốt có sự phấn khích, có hiểu biết và phát khởi mau lẹ. Hai, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Somanasahagatang nha nasam bajutang sasankhavikang là tâm tốt có sự phấn khích, có hiểu biết và phát khởi chậm hay khó thúc dục. Ba, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Somanasahagatang nha navippajuttang asankharikang là tâm tốt có sự phấn khích, không có sắc sảo và phát khởi mau lẹ. 4. Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Somanasahagatang nha navippajuttang asankharikang là tâm tốt có sự phấn khích, không có sắc sảo và phát khởi chậm hay có thúc dục. 5. Tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Uddekha sahagatang nha nasam bajuttang asankharikang là tâm tốt với trạng thái bình thản, có hiểu biết và phát khởi mau lẹ. 6. Tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Uddekha sahagatang nha nasam bajuttang sasankharikang là tâm tốt với trạng thái bình thản, có hiểu biết và phát khởi chậm hay khó thúc dục. 7. Tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ. Upekha sahagatang nha navippajuttang asankharikang là tâm tốt với trạng thái bình thản, không có sắc sảo và phát khởi mau lẹ. 8. Tâm đại thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Upekha sahagatang nhà navippajuttang sasankharikang là tâm tốt với trạng thái bình thản, không có sắc sảo và phát khởi chậm hay có thúc dục. Chữ Kusala thường dịch là thiện trong Tam Tạng Pali bao hàm năm nghĩa: vô bệnh, arogya, tốt đẹp, sudagata, khéo léo, chê cá, vô tội, á náo quách trá, tạo quả lạc, xuất kháo quýt ba cá. Trong cách nói vĩ mô thì sự khéo léo, tinh xảo như một người thợ khéo làm sản phẩm gì đó là tâm cú xả lá, tâm thiện, nhưng không mang ý nghĩa hiền thiện theo cách nói bình thường. Đa số các vị giảng sư nói về tấm tâm đại thiện thường giảng là tâm làm 10 phước hạnh: bố thí, đa ná, trì giới, rắc khí, tát si lá. 3. Tu tâm, pha quá na. 4. Cung kính, áp bách cha giá ná. 5. Phụng sự, quê gia quách trá. 6. Hồi hướng phước, bát tí đa ná. 7. Tùy hỷ phước, bát ta nú mô đa ná. 8. Thính pháp, hâm mát xá quá ná. 9. Thuyết pháp Tham Má Đề Xá Na. 10. Chấn chỉnh kiến thức Đế Thí Chú Cầm Má. Nên hiểu 10 phước hạnh được làm bởi tâm đại thiện, nhưng tâm đại thiện không chỉ làm chừng đó mà rộng lớn hơn nhiều. Trong những quốc gia phát triển, sự quản trị vận hành các công ty thường có hiệu suất rất cao. Phải làm đúng thì mới phát triển. Ví dụ phải cắt đặt người có tài vào đúng vị trí mới phát huy được tài năng. Đôi khi chữ đúng không nằm trong ý nghĩa của luân lý đức mà thuần túy là đúng cách. Chữ thiện của Sa La đây cũng cần hiểu như vậy. Tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm đa nhiệm nhất trong tất cả các trong tất cả tâm. So với những tâm tịnh hảo khác thì tám tâm thiện dục
mới trở lại Thanh Thủy ơi. Dạ, cảm ơn cô Như Quỳnh. Tâm đại thiền dục giới tịnh hảo, tâm đa nhiệm nhất trong tất cả tâm. So với những tâm tịnh hảo khác thì tám tâm thiền dục giới tịnh hảo là loại tâm làm rất nhiều việc, biết nhiều cảnh và cũng tạo nhiều quả. Khi đi sâu vào thắng pháp thì điều này sẽ được nhận ra rõ hơn. Tâm đại thiền dục giới tịnh hảo là tên gọi rất dễ bị hiểu lầm. Tâm đại thiền dục giới tịnh hảo là thứ tâm sử dụng bởi rất nhiều chúng sanh trong đời sống hàng ngày, kể cả chư vị phạm thiên sắc giới và vô sắc giới. Sự kết hợp giữa ba căn thiện, vô tham, vô sân, vô si, rất khác với sự kết hợp của ba căn bất thiện, tham, sân, si, điều mà người học cần lưu ý. Tùy theo giác ngẫm biên soạn. Và đây chúng con kính thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Tà dạ. Dạ chúng con kính thỉnh Hòa Thượng. Ồ, dạ con kính, con xin sám hối. Dạ sau đây kính mời lớp học chụp cùng với con đọc bài thỉnh Pháp Sư ạ. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh. Ô tôn bà dài. Dạ con đọc bài kệ thỉnh Pháp Sư. Thời Đức Phật chân thành chánh giác, cảm đào màu diệu pháp cao thâm. Phân dân chư chuyển pháp luân, phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu sinh. Bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, pháp vô biên mạng túc khai qua. Mong ngài chuyển pháp đăng tòa, chúng ít bụi mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đóa dương cao đó lã mặt hồ, đó còn tận đáy bùn nhơ, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau. Vì bi mẫn ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ cuộc khổ quần mê. Chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phạm thiên dẫn chi trần phủ phục, lời thiết tha phi đức sáng ngời. Pháp dương im lặng nhận lời, về giường lập giả vì đời chuyển luân. Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liệu niết bàn vô khổ vô sanh. Thế gian tam bảo tụ thành, tỳ kheo năm vị đạo hành nhân dung. Rồi từ đó Phật dùng trống pháp, giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường. Giải dầu nắng gió tuyết sương, hoằng khai giáo hóa mở đường độ sinh. Bởi cớ tích sự tình ngày trước, tại Phạm Thiên mãi được tán dương. Kính thành dân cúng hoa hương, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đường từ bi. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư ăn đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành. Hưởng mong chánh pháp thịnh hành, hưởng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và sau đây chúng con kính thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nhá. Chúng con kính thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bụt Thầy nhá. Kính lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua bài học nói về tâm dục giới tịnh hảo. Và có lẽ quý Phật tử cũng dễ dàng thấy rằng chúng tôi khi biên soạn về bài này đó, thì đặc biệt là lưu ý rất là nhiều điểm mà dựa trên cái kinh nghiệm dẫn dạy thắng pháp đó, thì chúng tôi thấy hay có sự hiểu lầm. Sự hiểu lầm này rất là đương nhiên. Đa phần là những vị giảng sư mà trải qua nhiều lần nhiều khóa học thắng pháp đó, và từ đó đó mới có cái sự nhận rõ. Nhưng mà học viên thì hầu hết là có sự hiểu lầm về
điều mà chúng ta gọi là tâm thiền dục giới tịnh hảo. Vì vậy chúng ta đặc biệt dành cả một bài này để nói về những điều mà chúng ta nên nhận rõ về tâm, về tâm chúng ta gọi là tâm thiện dục giới tịnh hảo này. Trước hết thưa quý vị, mở đầu cho bài học ngày hôm nay đó, thì quý vị thấy bài này, bài băng số 13. Trong lúc đó thì bài hôm trước là bài số 10. Không phải là chúng tôi bỏ hai bài 11, 12, nhưng mà quý vị đọc kỹ đoạn đầu đó, thì có hai cái bài kệ đến số 11, 12. Và hai bài kệ đó thì chỉ là cái phần tóm tắt những con số, trong quyển Abhidhamma Sangaha, tức là nói 18 tâm vô nhân. Và bài sau, bài kế là nói về tâm dục cái tịnh hảo, trung tâm dục giới tịnh hảo. Thì chúng tôi xem là hai bài kể này á, nên để riêng, không nằm ở trong tâm dục giới tịnh hảo, nhưng mà vẫn để và cũng không cần chú thích nhiều. Do vậy đó, quý vị đừng ngạc nhiên thấy rằng tại sao chúng ta từ cái bài số 10 chuyển qua bài số 13. Thì trở lại bài số 11 đó, là một cái bài tóm tắt là có 8 tâm, có 7 tâm quả thiện vô nhân, 7 tâm quả bất thiện vô nhân và 3 tâm duy tác vô nhân. Tổng cộng lại là 18 tâm vô nhân. Thì cái này là cái mà chúng ta đã học, con số này chúng ta đã học trong mấy tuần lễ vừa qua, về những tâm cơ năng. Ở trong đó có ngũ sùng thức, tức là 5 cái giác quan. Ngày hôm nay thưa quý vị, chúng ta đặc biệt đề cập đến một cái khái niệm đầu tiên về chữ tịnh hảo ở trong Phật giáo, và tâm sofra này đó thì lại là một cái từ mà khi chúng ta học Phật pháp á, nó ít có tìm thấy ở trong những cái tạng khác ngoài Thắng Pháp Tạng. Dùng chữ sofana gọi là tịnh hảo. Thì chữ sofana đó, những cái tâm tịnh hảo này đó khác hơn là ý nghĩa của chữ thiện, nó có cái rộng hơn. Và ngài Hòa Thượng Minh Châu thì dùng cái tâm gọi là tịnh quang. Tịnh quang đúng là chữ sofana nghĩa là chối sáng, là đại kỳ tầng tịnh quang, cái tên sự gì là tịnh hảo. Ở trong các bản tiếng Anh thì dùng chữ beautiful, beautiful, và do vậy Bác Phạm Nghiêm Khánh dịch là tâm đẹp, và dịch tâm đẹp. Thì quý vị có thể chờ chúng tôi chút xíu nha, chờ chúng tôi chút xíu. Quý vị có thấy có chư tăng vị nào có mặt ở trong lớp học không? Không biết có vị nào có mặt ở trong lớp học không? Nếu có thì quý vị quan hệ cho biết. Dạ, thì đọc Pháp Tân ơi, thì đọc có thể giúp dùm nói chuyện khoảng chừng 15 phút được không? Tại vì có người có công ty điện đang đến chùa để nói chuyện đó. Thì nó đang cần khoảng 15 phút, không biết thì đọc Pháp Tân có thể giúp. Thì tôi nói gì cũng được trong khoảng 15 20 phút dùm cho. Dạ, quý vị quan hệ liên lạc cùng thì tôi pháp tâm dùm nha. Sư tự đi liên lạc cùng thì tôi pháp tâm cho một chút xíu. Dạ. Nam mô Bích Hai. Dạ, dạ, chúng con thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi đỡ mít chùm ngài Đẳng ạ. Dạ, con cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Dạ, Nam mô Bích Hai. Dạ, và một lần nữa chúng con cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng ạ. Cha con tri ân sư, con sợ bỏ mít xuống rồi thì không có quý vị trong đạo tràng tưởng nào mình mãi mình bị giật mít.
Dạ. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, một lần nữa chúng con cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng ạ. Sư có nghe được âm thanh của con, sư cho con xin một tín hiệu để con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ, thượng tọa Pháp Tăng có lẽ không ngờ ngài giặc đẳng giao mít sớm, nhưng mà do lý do ở chùa mất điện mấy ngày nay nên hòa thượng phải liên lạc với điện lực để lo điện cho chùa, nên giờ này có cuộc hẹn bất tử không có thể cầm mít được. Kính mong đạo tràng hoan hỷ cho. Dạ, đại đức Tây Tri gọi dùm thượng tọa Pháp Tăng dùm con, bạch sư. Dạ, con thấy rồi, con kính nhân bích đến sư. À, chúng tôi mới vừa bước ra bên ngoài thấy cuộc gọi nhỡ, mới bước vô và thượng tọa hòa thượng giác đẳng không có giảng được hả quý vị? Hôm nay là hòa thượng giảng về thắng pháp hả? Giảng về cái gì vậy? Dạ rồi được, nhưng mà thắng pháp thì sẽ giảng tới đâu rồi? Rồi tâm tình hảo ha, tâm thiện dục giới tình hảo, bắt đầu là tâm thiện dục giới tình hảo hay là đã tới giảng đến tâm nào? Thì tâm thiện dục giới nó có tới 8 tâm rồi, nói tâm tình hảo dục giới thì nó có tới 24 tâm, tâm quả, tâm thiện và tâm tố. Rồi, cảm ơn. Bài 13, tâm thiện dục giới tình hảo. Rồi. Vâng, rồi cảm ơn quý vị. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ hòa thượng giác đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, đệ đức Tề Tri, đệ đức Tề Đức cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, đúng ra thì cái ngày hôm nay thì cái ngày giảng của hòa thượng giác đẳng giảng về thắng pháp, tức là Abhidhamma hay gọi là Abhidhamma. Chúng tôi mới bước vào ra bên ngoài vô rồi thấy cái cuộc gọi nhỡ, nên chúng tôi biết là chắc có là thấy trong nhìn ở trong room này thấy hòa thượng giác đẳng không giảng được, cho nên là chúng tôi sẽ điều khuyết trong thời gian mà hòa thượng chưa vào được. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, từ hôm giờ chúng ta học về các cái tâm Atidam, thì chúng ta đã đi qua hết các cái tâm bất thiện, rồi chúng ta đã đi qua cái tâm vô nhân. Bây giờ thì chúng ta qua ở cái tâm dục giới tịnh hảo, nhưng mà nói cụ thể hơn tức là tâm thiện dục giới tịnh hảo. Yeah. Tâm dục giới tịnh hảo thì đó là những tâm ta gọi là tâm thiện, tâm tốt. Yeah. Tâm dục thiện dục giới tịnh hảo thì nó nằm ở trong 24 tâm dục giới tịnh hảo. Thì trong đó chia ra 3. Đó là tâm thiện, tâm quả và tâm tố. Tâm thiện có 8 tâm. Tâm quả cũng có 8 tâm, và tâm tố hay là tâm duy tác cũng có 8 tâm. Hôm nay chúng ta chỉ nói đến tâm dục giới tịnh hảo thôi, tâm thiện dục giới tịnh hảo. Tâm thiện dục giới tịnh hảo ta còn gọi là tâm đại thiện. Để
phân biệt được với các cái tâm thiện sắc giới cũng được gọi là tâm thiện, tâm thiện vô sắc giới cũng được gọi là tâm thiện, nhưng mà những tâm đó không gọi là tâm đại thiện. Trong khi tâm dục giới tịnh hảo, tâm thiện dục giới tịnh hảo ta còn gọi là tâm đại thiện về những lý do. Cái thứ nhất đó là tâm thiện dục giới đó, tịnh hảo đó, nó làm rất là nhiều việc, làm rất là nhiều việc. Nó có thể thực hiện bằng ý nghiệp, có thể thực hiện bằng khẩu nghiệp, và nó có thể thực hiện bằng thân nghiệp. Trong khi tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc giới thì chỉ thực hiện bằng ý nghiệp mà thôi. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng nó làm rất là nhiều việc. Dạ. Nó làm rất là nhiều việc. Ở đây đó, chúng ta nghe ở trong kinh thường đề cập đến những cái gọi là những cái việc làm hay là những cái nguồn sanh phước, những cái nguồn sanh phước hay là những cái nhân tố để tạo nên phước, thì ở đó đó chúng ta thấy rằng là làm tới 10 việc tất cả. Thí dụ như quý vị thấy rằng trong 10 việc đó đó, từ cái việc mà bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, tu tiến, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, thính pháp, thuyết pháp và cải chánh tri kiến, nó cũng bắt nguồn từ ở cái tâm thiện này, gọi là tâm thiện dục giới. Như vậy thì chúng ta thấy các cái vị mà phạm thiên sắc giới và vô sắc giới đó, thì khi người ta tu thiền, ta nhập thiền hay là ta chứng thiền đó, cũng là bằng ý nghiệp mà thôi. Nó được diễn tiến qua bởi lộ trình ý nghiệp, tức là bằng lộ trình bằng tâm. Trong khi chúng ta bố thí cũng có thể được nè. Tâm thiện dục giới này đó, tâm thiện dục giới này đó là có thể giúp cho chúng ta bố thí được, chúng ta giữ giới được, chúng ta cung kính được, phục vụ được, chúng ta nghe pháp được và chúng ta nói pháp được, hay chúng ta hồi hướng phước báo. Tất cả 10 cái thiện sự đó mà trong kinh gọi đó là Punya Kiriya Wathu, tức là 10 điều sanh phước, 10 điều sanh phước. Nó được thực hiện qua ý nghiệp, thực hiện qua thân nghiệp và được thực hiện qua khẩu nghiệp. Thí dụ như giờ mình nói pháp, nói những lời tốt đẹp, những lời chân chánh, thì cái đó nó được gọi là khẩu nghiệp. Hay hoặc là mình bố thí, mình cung kính, mình phục vụ, thì cái đó nó được thể hiện qua cái thân nghiệp. Còn những cái việc còn lại thì dù là thân nghiệp hay khẩu nghiệp thì trong đó nó có cái ý nghiệp trong đó. Ý nghiệp trong đó. Mình giữ giới ở đây cũng vậy. Giữ giới nó cũng phát xuất từ ở cái ý nghiệp. Nhưng mà nó làm cho mình có một cái sự điều chỉnh, tránh xa các cái hành vi bất thiện. Giữ giới là gì? Tránh xa sát sanh, trộm cắp, tà hạnh gì đó. Thì khi mà mình tránh xa, mình chú ý tránh xa, đó là bằng ý nghiệp. Nhưng mà cái gì để tránh xa? Tức là cái thân của mình tránh xa, hay hoặc là cái khẩu của mình, tức là nói của mình tránh xa những cái gì đó thuộc về khẩu nghiệp bất thiện. Cho nên ở đây nó được thể hiện qua bởi thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khi nói đến làm đến nhiều việc thì ở đây chúng
Hình như là nghe hòa thượng Giác Đẳng đã vô phải không quý vị? Dạ phải, dạ phải thưa tòa. Dạ. Dạ kính thỉnh hòa thượng trả lại. Dạ hòa thượng. Dạ vâng, rất là tri ân thưa tòa đã tiếp lời trong lúc đang bận việc. Bây giờ thì xin được dạ. Trả lời với bài học hôm nay. Và dạ, không biết là thưa quý, dạ không biết là quý Phật tử có nghe được không? Xin hỏi quý Phật tử có nghe được không vậy? Dạ xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ. Rất là chuyên thì đó Pháp Tân đã tiếp lời trong lúc đang bận việc. Và bây giờ thì chúng ta trở lại tiếp tục bài học. Thì thưa quý vị, chữ tịnh hảo đó, trong cái ý nghĩa quy nguyên đó, nghĩa là sự chói sáng. Như vị Hòa Thượng Minh Châu còn dịch là tâm tịnh quang. Dạ. Chúng ta hiểu như vậy là một đống cái tổng quát đó, thì đây là những thứ tâm mà chẳng những nó không bị tham sân si làm với nhiễm, mà những thứ tâm này nó còn có những cái tinh anh của tâm thức đi cùng. Cái tinh anh đó bao gồm là sự không có dính mắc, tức là vô tham, sự mát mẻ, tức là vô sân, và cái sự sáng suốt là vô si. Thì ba cái chất liệu này á, nó gọi là ba cái nhân thiện mà nó khiến cho những tâm này trở nên chói sáng. Cái bản chất của tâm là biết cảnh là chói sáng rồi, nhưng mà cái tâm đó nếu nó đi với ba nhân bất thiện đó thì nó bị quấy nhiễm. Và những cái tâm mà nó không có bị những cái nhân bất thiện mà nó lại có thêm cái nhân thiện là vô tham, vô sân, vô si. Có khi thiếu vô si mà khi có vô, tất cả đều có vô tham, vô sân thì nó trở nên chói sáng. Do đó Hòa Thượng Minh Châu dịch là tịnh quang tâm. Dạ. Và ở trong cái giáo trình Thắng Pháp Tập Yếu của Ngài Anuruddha thì thứ vị Ngài đặc biệt dành riêng một câu kệ, mà câu kệ đó là câu số 12 mà quý vị thấy bản dịch trên đó. Ngài nói rằng ngoài những tâm bất thiện, ngoài những tâm vô nhân thì tất cả những tâm còn lại đều là tâm tịnh hảo. Dạ, đều là tâm tịnh hảo hay là tâm tịnh quang. Cái này là cái mà chúng ta nên nên để ý. Mặc dù khi mình học ít có ai nói là tâm sắc giới tịnh hảo, tâm vô sắc tịnh hảo hay là tâm siêu thế tịnh hảo. Bởi vì sao? Tại vì những tâm đó ai cũng biết là tốt rồi, nhưng mà trong tâm dục giới đó thì có tâm bất thiện, có tâm vô nhân. Thành ra thường là chúng ta hay nói là tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm quả dục giới tịnh hảo để phân biệt. Là có nhiều người tưởng lầm là chữ tịnh hảo chỉ dùng cho tâm dục giới, không phải. Chữ tịnh hảo sofana dành cho tất cả, dành tất cả những tâm, không phải là bất thiện, không phải là vô nhân. Đó, chúng ta nên hiểu điều này. Thì thứ vì chúng ta có cái con số, và con số tâm siêu thế, hoặc là tính chỉ có 8 hoặc là tính 40. Thành ra chúng ta có con số lớn là 91 tâm tịnh hảo, hoặc ít hơn, nhưng mà chúng tôi không có muốn nêu lên những điểm này ở tại đây quá nhiều. Bởi vì lý do là một là chúng ta học chưa tới những bài đó, và nó không có quá cần thiết. Dạ, nó không còn cần thiết. Tại sao mà tâm tâm siêu thế đó lại có lúc chúng ta tính là tám, có lúc chúng ta tính là 40, dựa trên năm tâm thiền. Nên chi quý Phật tử quan hỷ đọc cho đại khái qua tâm này, và cho đại khái qua tâm này, tức là mình nói chung là nếu tính gọn á là 59 tâm, và nếu tính rộng ra đó thì có 91 tâm. Thì nó liên quan đến tâm siêu thế, là chúng ta tính là siêu thế có 40 tâm hay là 8 tâm. Thì cái này hiện tại thì không có cần thiết lắm, để quý vị chỉ nghe đại khái vậy thôi. Và sau khi mà chúng ta nắm cái ý nghĩa về tịnh hảo đó, thì chúng ta bước qua hai cái chữ khác. Và cái chữ này đó, nó cũng làm cho người đọc á hơi khó chịu. Dạ, nếu mà không có ai mà đọc Thắng Pháp mà chỉ cầm bộ sách đọc ra mà hiểu đâu, và đặc biệt là hiểu chính xác đâu. Tại vì có nhiều trường hợp cái từ cái danh gọi đó
nó chỉ là một cái kênh trao đổi rất là tương đối, và cái ý nghĩa là mình phải đào sâu, mình phải cân phân với nhiều trường hợp rồi mình mới hiểu thật sự ý nghĩa. Thì trong trường hợp này chúng tôi muốn nói tới tâm dục giới. Dạ, chỉ dục giới. Chỉ dục giới thường được hiểu lầm là tâm chỉ sanh khởi trong cõi dục giới. Ở đây không có như vậy. Tâm này đó, dạ, những tâm này đó, nó có mặt ở trong ba cõi luôn. Dạ, ngoại trừ một cái cõi mà chúng ta gọi tâm không có tâm á, gọi là gọi ta không có tâm, chúng ta gọi là tâm gọi là cõi vô tưởng đó, thì không có tâm gì hết, thì đã không nói, còn 30 cõi còn lại thì đều có tâm này. Tâm này nó sanh trong nhiều cõi, làm nhiều việc và biết nhiều cảnh. Thì không nên hiểu dục giới là nó chỉ có trong tâm dục giới, ở trong cõi dục giới. Và đặc biệt là chúng ta nghe anh chỉ dục giới đó, thì mình cứ nghĩ là cái tâm nó chỉ biết năm cảnh dục là sắc thinh khí vị xúc. Trong lúc đó thì tâm thiền là biết thiền cảnh, và tâm siêu thế biết niết bàn. Ở trên thực tế đó thì tâm ở trên thực tế đó thì những tâm dục giới đó có khả năng biết tất cả cảnh. Và trong lúc đó những tâm thiền thì chỉ biết thiền cảnh, và những cái tâm siêu thế chỉ biết niết bàn mà thôi. Do đó chúng ta phải rất là cẩn thận về cái chữ chỉ dục giới. Ngày xưa khi mà chúng tôi còn ở gần với hòa thượng Tịnh Sự đó, thì ngài ít bao giờ ngài dùng cái chữ người là tâm thiện, dùng giới tình hảo lắm, mà ngài nói một cách rất là ngắn là tâm đại thiện, và tâm đại thiện rồi tâm đại quả, rồi tâm ngài không có dùng chữ tâm đại di tác, mà ngài dùng cái chữ là đại tố. Chào quý vị quan thị trời chúng tôi chút xíu nha. Dạ 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 được rồi, dạ được rồi, dạ. Thì thưa quý vị, thì quý vị có còn nghe chúng tôi nói được không về? Những cái thực tử có nghe dạ vâng. Thì thưa quý vị, trong cái cách gọi của ngài, ngài gọi cho nó giản gì á, gọi là tâm đại thiện, tâm đại quả, tâm đại tố đó. Cách gọi này là cách gọi dễ nói nhất, không có dài dòng. Dạ, mà chúng ta biết đích xác ngay đó là tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm quả dục giới tịnh hảo, và tâm di tác dục giới tịnh hảo. Mà những năm tháng mà chúng tôi ở gần hòa thượng đó, thì chúng tôi thấy là ngài hay trăn trở về danh từ lắm. Ngài trăn trở rất nhiều, và làm thế nào mà cho cái người học và người dạy đó nói nó không có líu lưỡi, nói không có mất thì giờ, và đặc biệt là trong cách nói đó không làm cho chúng ta mệt. Dạ, chúng ta cảm thấy chúng ta mệt lý thuyết. Thành ra phải nói rằng ngài đi tiên phong rất nhiều việc này, lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về tên gọi của những tâm này. Chúng ta nên hiểu về cái vai trò của tâm thiện dục giới tịnh hảo đó. Đó là một loại tâm đa nghiệp, nó làm việc rất là nhiều phần hành ở nhiều người và nhiều cõi. Một cái vị phạm thiên cõi vô sắc, như là cõi không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng đó, ngoài những lúc nhập thiền hay là đắc đạo chứng quả đó, thì các vị đó vẫn xài tâm thiện dục giới tịnh hảo. Cái tâm mà chúng ta đang sắp học ở tại đây. Và thưa quý vị, như là hôm qua đó, hòa thượng Tề Siêu có kể một câu chuyện mà có lẽ là quý vị cũng không biết, vị nào có tham dự lúc qua thì có nhớ không, là hòa thượng nói về trường hợp Đức Bồ Tát bắt sanh đồng con cát. Dạ, con cát nó không có tham lam mà sống với hành trì túc, là sống vừa với trái của một cây thôi. Mặc dù là ăn trái, trong sự ăn trái đó là có một cái tâm niệm là không có tham lam đi tìm chủ nghiệp kim mà sống bằng lòng. Thì ở trong cái thế giới của loài vật, thưa quý vị, dạ, trong thế giới loài vật đó, chúng ta không bao giờ nghĩ rằng có thiện tâm. Nhưng mà ngày hôm nay, càng ngày đó, những cái video, những cái hình ảnh mà chúng ta ghi được đó, thì cho thấy rằng có rất nhiều trường hợp loài vật có thiện tâm. Dạ, có thiện tâm, ví dụ như có con sư tử đó, nó đi nó thấy một con nai con, nó thấy tội nghiệp, nó tìm cách nó che chở để cho những con sư tử khác không ăn, và nó cứu con nai đó. Có những con đười ươi đó, nó lại cứu người. Dạ, một em bé rơi xuống,
cái chỗ đó, trong khi những người khác tấn công thì con người đứng để cứu người và nó tìm cách để cho người đó ra khỏi, mặc dù nó đang bị giam cầm trong sở thú. Thì khi mà chúng ta xem những câu chuyện đó thì chúng ta biết rằng những con vật nó có thiện tâm, mặc dù có thể là tâm thiện lý trí, tâm thiện hợp thiện, chúng ta thường là tâm thiện lý trí thì quý vị, thì những cái tâm đó nó sanh khởi ở trong khổ và chúng sinh trong trong những ác đạo, thỉnh thoảng có khởi lên cái tâm thiện cho những trường hợp rất là đặc biệt, nhất là trường hợp là những cái con vật đó là những vị Bồ Tát hay Đại Bồ Tát như là tiền thân của Đức Phật chúng ta. Thì bây giờ khi mà chúng ta nói về cái chữ dục giới đã rộng rồi, và bây giờ chúng ta nói chữ thiện này là chúng ta nói những điểm vĩ mô, nó rất khác với cái tâm thiện mà chúng ta nói đời sống hàng ngày. Tâm thiện đời sống hàng ngày chúng ta nói ví dụ như một người làm từ thiện, một người tu tập, một người tạo phước, một người tử tế với người khác, thân thiện người khác, chúng ta gọi là người có thiện tâm. Nhưng mà những tâm đó, những tâm làm việc đó là tâm thiện đã đành rồi. Tuy vậy, ở trong Phật Pháp đó, ở trong Tăng Pháp đó, thì một cái tâm mà khôn khéo, thật sự khôn khéo, cái đó cũng là một thứ tâm thiện. Chứ tôi lấy một cái ví dụ. Bây giờ, một cái người họ đang nghiên cứu một loại cây, mà loại cây đó, đó tại sao trồng chỗ này tốt và chỗ kia không tốt. Họ cố gắng tìm ra những cái chất, những cái chất ở trong phân tích và cái thổ nhưỡng thời tiết. Họ khám phá rằng, tại sao cái cây vú sữa trồng ở Hampstead, Florida thì có trái, nhưng mà cây vú sữa trồng ở Tampa thì nó cũng sống được nhưng nó lại không có trái. Tại vì cái cuộc đất nó khác đi. Thời tiết đó là một lẽ nó lớn lên được nhưng mà cuộc đất nó khác. Thì cái sự tìm hiểu đó đó, đối với một cái nhìn của người bình thường, nó không phải là tâm thiện, nó chỉ là sự nghiên cứu thôi. Nhưng mà đối với Thắng Pháp thì cái đó nó là một thứ tâm thiện. Nó sự tâm thiện. Và cái tâm thiện này đó, nó thường có mặt trong đời sống với những người làm việc. Ví dụ như quý Phật tử đi làm một việc ở hãng xưởng và đến đó thì người ta biết mình làm, nhưng mình thấy công việc đó mình nghiên cứu thế nào mình làm cho nhanh, làm cho tốt, làm cho được việc, thì cái nghiên cứu đó, cái làm đó, nó cũng là một thứ tâm thiện. Mặc dù thiện không theo ý nghĩa của cái gọi là thiện tâm, mà thiện đó nó mang ý nghĩa sự khéo léo. Sự khéo léo thì chúng ta phải nói một cái tâm thiện ở đây là một cái phạm trù rất rộng, thưa quý vị. Cái phạm trù rất rộng. Cái này là cái mà chúng ta cần lưu tâm nhé, và cần để ý. Chúng tôi ví dụ là có những nhà bác học chế bơm nguyên tử. Chế bơm nguyên tử là một cái vũ khí giết người, một cái ác nghiệp. Nhưng mà trong lúc họ đang nghiên cứu về nguyên tử này, thì họ nghiên cứu bằng cái tâm thiện dục giới, và thậm chí là học trí nữa, có thể vận dụng trí tuệ. Vì nghe chuyện đó lạ lắm, lạ chế bơm mà cái gì là tâm thiện dục giới học trí. Tuy vậy, theo Phật pháp thì không có cái tâm thiện dục giới hợp trí, người ta đã không có những cái phát kiến lớn như vậy. Chúng tôi lấy một ví dụ như là ở Mỹ này có một cái nhân vật người Việt Nam mà rất là nổi tiếng, là một khoa học gia, tức là khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, người chế bơm thông minh cho ngũ giác đài, và một nhà khoa học mà được người Mỹ yêu trọng vọng lắm. Thì cái công việc của cô Dương Nguyệt Ánh là cô nghiên cứu sao mà thay vì trái bơm bỏ xuống thì nó chỉ nổ như trái bơm khác, mà trái bơm này đó nó có khả năng nó tìm những cái lỗ châu mai, những cái cửa sổ, và nó chui qua trong đó, nó không nổ điểm, nó chui qua đó, sau khi nó chui qua đó rồi nó nổ ở trong đó. Thì đối với chúng ta đó là cái bơm thông minh đó, nó là một thứ bơm sát thương, là cái bơm gây ra cái nghiệp sát. Nhưng mà trong lúc người ta nghiên cứu để làm sao cho trái bơm thả xuống mà nó có cái bộ phận điều khiển cái đuôi để nó bay, và nó có khả năng đủ tìm kiếm sục sạo ra cái lỗ chim châu mai và chui trong đó mà nổ đó, thì cái đó nó có cái khéo, và cái khéo đó cũng phải dùng tới cái tâm mà chúng ta gọi là tâm thiện, chúng ta gọi là tâm thiện dục giới. Thì túi Phật tử
các vị giảng sư và các vị giảng sư thường khi mà định nghĩa trong tình dục giới thì chỉ đề cập đến cái tâm tạo 10 cái phước hạnh như là bố thí trì giới, cung kính phục vụ, hồi hướng phước, tùy hiện phước, tính pháp, thuyết pháp, v.v. Thì dĩ nhiên là làm những tâm đó thì chúng ta làm bằng tâm thiền dục giới đó. Nhưng mà tâm thiền dục giới không phải chỉ làm chuyện đó chuyện. Và cũng như nói đến tâm thiện thì nó không phải chỉ có chuyện đó thôi. Khi mà chúng ta nói nó 10 nguồn sinh phước thì quý vị lấy ví dụ như tâm khiêm nhường hay tâm nhẫn nại, nó cũng là một thứ tâm thiện. Nhưng mà không liệt kê trong đó. Và không liệt kê ở trong 10 cái phước hạnh đó. Tại chúng ta học Phật thì nên hiểu cho rộng, chứ không nên hiểu ở trong cách gọi là hẹp mà hiểu được. Chúng quý vị chờ chút, chút xíu nha. Chúng quý vị chờ chút. Và bây giờ thì chúng ta đề cập đến cái yếu tính của tâm thiện là cái tâm đi với ba cái căn, ba cái rễ hay là ba cái chất liệu. Và chất liệu này chúng ta gọi là cái tinh anh của thiện pháp. Ba chất liệu này nó được phát huy tột đỉnh, phát huy cao nhất ở trong tâm thiện dục giới. Đó là cái nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Nhân vô tham được xem là cái chất liệu khiến cho tâm không bị vướng mắc. Chúng ta tạm gọi là ở trên có những cái lá như lá sen chẳng hạn. Ở trên đó nó có một cái kết cấu của về trong ngành thực vật đó. Nó khiến cho nước có đi qua mà nó không dính lại. Trong khi những lá khác thì nó lại dính nước. Còn nước lá sen thì nó không dính. Cái chất liệu mà khiến không bị vướng mắc đó, nó giống như một chất sáp vậy đó. Chất sáp nó làm cho nước không dính thì như thế nào thì tâm cũng vậy. Thì đối với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày đó, thì chúng ta không thấy đây là một cái cái chất liệu tinh túy, cái tinh anh mà đáng để chúng ta tán thưởng. Tại vì chúng ta quen sống với dính mắt. Nhưng mà chúng ta nhắm mắt tưởng tượng như vậy là một người mà đi qua ngang một khu rừng mà bị vướng víu lại, vướng víu ở chỗ này, vướng víu chỗ kia, thì bắt buộc phải ngồi lại, phải gỡ, có khi rách quần, rách áo. Chúng ta đi qua một khu rừng mà không vướng mắc cái gì thì đó là một điều lợi. Thì trong cuộc đời này đó, nó có một cái nỗi đau khổ lớn ở trong cuộc sống của chúng ta là sự vướng mắc. Người ta thường ví dụ là nếu chúng ta nhìn một dòng sông, cái gì đến chúng ta biết đến và cái gì đi thì biết đi, mà không có bị vướng mắc thì chúng ta sẽ tự tại hơn nhiều. Không may là cái bản chất của chúng ta là bản chất của sự vướng mắc. Cái gì mình thích là vướng mắc. Thành ra sự không vướng mắc đó gọi là vô tham. Và một cái tinh túy khác của cuộc sống, một cái tinh hoa khác của tâm đó, cái tinh anh này chúng ta gọi là vô sân, tức là sự hòa diệu mát mẻ. Sự hòa diệu mát mẻ. Chứ tôi lấy một ví dụ như là có những người với tánh họ hay bực bội. Gặp chuyện gì cũng bực bội hết. Gặp chuyện gì cũng khó chịu hết. Đúng chuyện là dậy nảy lên. Nhưng mà khi mà chúng ta có trạng thái vô sân và thường trú vô sân á, thì cho dù là trời nóng, cho dù là trời mưa, cho dù mình có điện hay mình bị cúp điện, cho dù cái chuyện mình hài lòng hay không hài lòng, không vì vậy mà mình nổi sân đùng đùng lên. Tại vì sao? Ở trong lòng mình nó có một cái chất liệu. Chất liệu đó là sự vô sân. Và cái chất liệu thứ ba là một sự tinh anh lớn của tâm thức đó. Chúng ta gọi là vô si hay là sự mẫn tiệp sáng suốt. Cái mẫn tiệp sáng suốt này đó, nó khiến cho chúng ta nhìn vấn đề thông thoáng, nhạy bén, chính xác hơn. Chúng ta gọi là sự mẫn tiệp hay là một cái chữ khác chúng ta gọi là trí tuệ. Trí tuệ thì thứ gì vô tham, vô sân, vô si đó là ba cái căn của ba cái căn chúng ta gọi là căn thiện. Ba căn thiện ở trong đời sống. Ba cái căn thiện này đó thường
tất cả tâm tình hảo đều có ít nhất là hai cái tâm mà có trí tuệ vô si đó, thì có tâm có tâm không, nhưng mà tất cả tâm tình hảo đều phải có cái gọi là vô tham và vô sân, tức là không dính mắc và không có nóng nảy. Quý vị nhớ nha, cái điểm này là không dính mắc, không nóng nảy ở trong tâm thiện, nó không có ý nghĩa không dính mắc, không nóng nảy ở trong tâm vô sân. Mặc dù trong vô sân đó, tâm vô nhân đó, tâm vô nhân như chúng ta học về ngũ sinh thức hay 18 tâm vô nhân đó, thì nó không có tham, không có sân. Nhưng mà không tham, không sân đó, nó rất khác với cái gọi là vô tham, vô sân của tâm tịnh hảo. Dạ. Cái kia nó không có. Chúng ta không nên hiểu rằng vô tham, vô sân là một cái sự phủ định, là không có tham, không có sân, có nghĩa là vô tham, vô sân. Mà không vô tham, vô sân ở đây đó, được hiểu là một cái chất liệu, chất liệu tích cực, như chúng ta nói vô sân, không có nghĩa là không có sân. Mà vô sân ở đây đó, đó là một chất liệu làm chúng ta mát mẻ, làm cho chúng ta hòa dịu. Vô tham ở đây là một chất liệu làm cho chúng ta không vướng mắc. Dạ. Chúng ta nên hiểu rõ và nhấn mạnh về điều này. Chứ không có nghĩa là vô nhân không tham vô sân, thì cái không tham vô sân đó, không tham không sân đó gọi là vô tham vô sân, không phải. Cái vô tham vô sân ở đây không nghĩa là phủ định không, mà còn mang ý nghĩa tích cực. Thì bây giờ do cái tâm mà có ba cái nhân này, chúng ta gọi là tâm tịnh hảo. Dạ, ba tâm tịnh hảo. Nhưng mà khi nói về cái tốt của tâm thiện dục giới đó, thì có ba cái khía cạnh khác, và chính ba khía cạnh này đó nó tạo nên tám tâm thiện dục giới tịnh hảo. Ba khía cạnh đó là gì? Đầu tiên đó là cái tâm phấn hay là cái vui. Cái vui không phải là cái vui bình thường, mà chúng ta dịch tâm phấn khích là bởi vì khi mà mình làm việc gì đó là bằng thiện tâm, nhưng mà trong đó có cái sự hưng phấn, có sự phấn khích, phấn khởi để mà làm, nó khác với cái tâm làm việc, cái tâm bình thản. Dĩ nhiên là ở đây chúng ta khoan nói tốt xấu, nhưng mà cái chất liệu của tâm đó, nó có sự phấn khởi. Thí dụ như là quý Phật tử làm phước, nhưng mà thấy một cái người khổ, họ rất khổ, mà mình lại có phương tiện mình giúp, và khi mình giúp thì mình thấy rõ ràng là cái chuyện của mình đó nó có cái kết quả là giúp người đó thoát khổ, thì cái đó là chúng ta làm bằng tâm phấn khích và tâm hoan hỷ, tâm hoan hỷ, tâm phấn khích. Trong lúc đó chúng ta cũng làm thiện, nhưng mà bởi vì cái việc đó mình làm quá nhiều trong đời sống, thì việc này cũng giống như bao việc, hay là mình làm thiện là bởi vì cái việc đó không phải là mình đứng ra làm mà người khác làm, rồi kêu mỗi người giúp, mình cũng cùng vào góp phần vào, thì cái tâm mình không có gì phấn khích lắm. Hay hoặc giả là mình làm thiện là bởi vì trong lúc đó thì đáng lẽ mình bận, mình không có làm, nhưng mà không có ai làm hết, mình ráng cố gắng mình làm. Thì cái cố gắng mình làm ở trong trường hợp mình tương đối chật vật thì nó không phải là tâm hoan hỷ, nhưng mà vẫn làm. Thì có rất nhiều cái trường hợp mà khiến tâm chúng ta có sự phấn khích. Dạ, có sự phấn khích vì chúng ta hoan hỷ với việc mình làm, vì chúng ta hoan hỷ với thiện pháp, hay là vì chúng ta tìm thấy được là trong việc làm của mình đó, nó có những kết quả. Dạ, thí dụ như là mình, chúng tôi nhớ là có Phật tử, anh đến chùa, anh thấy một cái đống đất để chỗ đó không có thích hợp, thì anh nghỉ một buổi để anh quyết tâm anh san bằng cái đống đất, anh đem đống đất đi nơi khác, thì đó là tâm thiện đó. Nhưng mà rồi khi anh bắt tay làm đó, thì tự nhiên 6-7 em hướng đạo đi chùa thấy như vậy, các em đến phụ tay và làm công việc rất nhanh, và trong lúc làm anh cảm thấy mình là người đề xướng ra việc này, mình nó cũng có cái may là có những người họ đến họ phụ, quá tốt, quá hoan hỷ. Thì anh thấy cái cảnh mà những em hướng đạo đến cùng phụ làm rất nhanh, rất đẹp, ý nghĩa, tự nhiên trong lúc anh làm anh rất là vui. Cái đó là làm bằng tâm phấn khích. Thì
chữ mà phấn khích, chữ mà chúng ta tạm gọi đó là phấn khởi, là hoan hỷ đó. Không nhất thiết, dạ, không nhất thiết là một cái trường hợp nào đó mà phải làm to hay làm lớn, mà đơn thuần là nó có lý do gì đó để mà vui, có lý do gì đó để mà hoan hỷ, thành ra gọi là tâm, gọi là tâm phấn khích. Bây giờ thì thưa quý Phật tử, chúng tôi muốn đề cập đến một cái thứ hai là đi với trí tuệ, là đi với sự hiểu biết. Cái này đó là một cái trường hợp rất là đặc biệt của cuộc sống. Trí tuệ đó là một cái chất liệu tinh anh nhất ở trong tâm thức. Và kể cả khi mà chúng ta tu hành đắc đạo chứng quả đó, thì mặc dù có tám chi đạo cùng có mặt, nhưng mà cái gọi là tuệ giác hay là trí tuệ ở trong chi đạo đó, nó lại đóng cái vai trò nổi trội ở trong đời sống hàng ngày cũng vậy. Ngày hôm nay như quý Phật tử thường được nghe về cái người ta gọi là AI, tức là Artificial Intelligence, hay là chúng ta được biết về trường hợp mà người ta hay người ta hay dùng cái chữ gọi là thông minh, điện thoại thông minh, hay là cái một cái máy TV thông minh, smart TV, smartphone, vân vân, cái chữ smart thông minh đó nó cho chúng ta thấy rằng những cái sản phẩm này nó làm với với một cái khả năng ưu việt hơn là bình thường. Thì tương tự như vậy, ở trong tâm thiện dục giới đó, và ở trong tâm thiện dục giới và tất cả tâm tình hảo đều có một cái trường hợp là tâm nào mà đi với trí tuệ, và tâm nào đi trí tuệ thì nó tạo nên những cái linh mẫn, mẫn tiệp. Và riêng trong thắng pháp cũng như là trong Phật pháp nói chung, đó là tất cả tâm thiền và tâm siêu thế đều phải có mặt của trí tuệ. Trí tuệ là một sự cảm nhận sâu sắc nhất, trí tuệ cảm nhận sâu sắc nhất đối với cái tâm thái, đối với một cái trường hợp nào đó. Và tâm cũng là biết cảnh, nhưng cái biết của trí thì được thù thắng, được ưu việt lắm. Thì bây giờ chúng ta trở lại trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi muốn nói như vậy là cũng thời nấu ăn, có người họ nấu là ta làm sao mình nấu như vậy, nhưng mà có những người là khéo, cũng chỉ nấu nguyên liệu nhưng mà họ có thể làm cho món ăn nó vừa miệng, nó ngon, nó khéo và thậm chí nó đẹp mặc dù nó đơn giản. Hay là người Nhật Bản đó, họ tin rằng ở trong cái nghệ thuật ikebana đó là cũng chừng đó nhánh lá hoa và thậm chí rất ít, nhưng mà người ta khéo phối trí thì người ta vẫn có bình hoa rất đẹp. Còn chúng ta đó thì tôi nghĩ rằng có bình hoa đẹp mà là phải nhiều hoa, và hoa đó phải là kỳ hoa dị thảo thì nó mới đẹp. Người Nhật thì họ quan niệm khác đi, không nhất thiết là một cái hoa gọi là kỳ hoa dị thảo, thậm chí chỉ có cỏ thôi mà khéo sắp xếp thì nó vẫn tạo những đường nét nghệ thuật. Thì cái khả năng đem từ cái tầm thường mà thể hiện thành ra những cái gì mà rất là có giá trị, rất đẹp, rất là duyên dáng, hay là những nguyên liệu rất là bình thường tạo thành món ngon, thì ở đó cho thấy sự khác biệt giữa cái mà chúng ta gọi là hợp trí, là tâm lý trí, tức là đi với trí tuệ và không có trí tuệ. Thì trong việc làm thiện thì nó cũng có cái khéo và có cái không khéo. Thí dụ mình nghe pháp, hay là mình tu tập, quý Phật tử để ý thấy rằng có những cái lời dạy của Đức Phật mà lời dạy đó làm bừng khai cái trí tuệ trong tâm một con người nào đó là một chuyện hóa rất lớn. Còn chúng ta thì có nhiều khi
ngày nào cũng nghe thiên kinh vạn điển, nhưng mà nghe thì nghe, nhưng mà chuyện đó nó không có tác động mạnh vào trong tâm tư của chúng ta. Thì cái này chúng ta phải nói rằng do cái căn cơ, do cái trình độ của trí tuệ và do cái sự cảm nhận, hoặc thấp hoặc cao, hoặc thấp hoặc cao. Vì về chuyện này đó thì nó tương tự như là một cái người mà bán tranh nghệ thuật, không nhất thiết là người đó có cái khả năng để cảm nhận cái giá trị bức tranh một cái sâu sắc bằng một nghệ nhân đúng nghĩa, bằng một họa sĩ đúng nghĩa, bằng một người có cái trình độ thẩm mỹ đúng nghĩa. Có nhiều khi người bán mà chỉ bán vậy thôi, nhưng có những người mà họ mua tranh đó về để treo trong tường cho có, nhưng có những người mua tranh mà vì thấy thật sự cái bức tranh đó có giá trị rất đặc biệt. Và thứ vì một cái yếu tố thứ ba đó là có tác động hay không tác động. Chúng tôi trở lại là ngày hòa thượng Thịnh Sự thầy chúng tôi đó, ngày dùng cái chữ hữu trợ và vô trợ. Chữ đó là một chữ rất gọn để nói khi mà mình nói hữu trợ vô trợ. Tuy nhiên cái chữ trợ trong tiếng Việt Nam của chúng ta có nghĩa là được giúp, và trợ là được giúp, giúp mình trợ duyên hay trợ chữ trợ được giúp. Trong lúc đó thì thật sự cái chữ này đó nó không hẳn là được mà có khi là bị. Thí dụ trong trường hợp của tâm sân, và tâm sân hữu trợ và tâm sân vô trợ, thì chúng ta nói tâm sân đó là được trợ giúp hay không được thì chỉ được đó, nó không có đúng nghĩa. Mà chúng ta phải nói rằng tâm sân có tác động hay không có tác động. Tại nên chúng ta biết cái chữ nó dài hơn, nhưng mà để cho nó rõ và chính xác hơn, chữ trợ ở đây không phải là một giúp đỡ tử tế. Cái chữ trợ ở đây có thể là cái chữ chữ tác động ở đây có thể nó tác động từ những cái rất là vô tình. Ví dụ như bây giờ người ta nói chuyện nó một lần đó thì mình không giận, nhưng mà họ cứ lải nhải hay lặp đi lại 5-3 lần nó làm cho mình nổi sân lên, thì cái tâm sân đó tâm sân cứu trợ, và tâm sân có tác bị tác động. Và đôi khi hồi nhỏ thứ gì nó có chuyện này thì kể nghe cũng vui, là tuổi nhỏ mà học trò mấy đứa nhỏ trong xóm buổi trưa hay tụ 5 tụ 7 đi chơi, thì nhiều khi mình thấy cái ổi nhà nó đưa ra bên ngoài. Thì thường ở bên quê họ trồng cây trái nhiều lắm, đưa ra bên ngoài. Thì thực sự á là cái ổi đó, mặc dù nó đưa nhánh ra bên ngoài ngoài đường, nhưng mà cái gốc nó nằm ở trong gốc ta thì nó của người ta và mình không được quyền hái. Nên những đứa nhỏ đàng hoàng á thì nó không hái bây giờ, nhưng mà mấy đứa bạn đó thì nó lại quý vị là nghịch ngợm. Ở miền Tây nó kỳ lắm, quý vị, có nhiều khi trong nhà mình có trái cây không hái, đi thấy nhà người ta mà hái nít mình nó phá. Quý vị nghe nói nhất quỷ gì mà thứ ba học trò đó, đôi khi nhỏ nhỏ rủ nhờ phá. Thì ban đầu mình không muốn hái, tại vì mình hái như vậy là cái chuyện làm không đúng. Làm như vậy hàng xóm họ bắt gặp họ sẽ mắng vốn cha mẹ mình, hay là mình làm như vậy thì sẽ bị mình sẽ bị làm cái việc xấu chẳng hạn. Nhưng mà nhiều khi bạn bè không sao đâu, có gì đâu, hái vui mà đâu bao nhiêu đâu, ông 5 ông 7 ông muốn có gặp mình lan chút thôi, thì nói ra nó một tác động hồi mình chịu làm chịu leo leo lên nhánh à, thì cái đó là có tác động. Cái đó là có tác động. Thì tâm thiện cũng vậy. Có những thứ tâm thiện đó mà nó đến trong cái cách là nhậm lẹ, là may mắn, thì những tâm thiện mà nó đến nhậm lẹ như vậy đó thì nó có cái lực mạnh hơn, có cái chitana mạnh hơn. Nhưng mà có những thứ tâm đó là do tác động, là ví dụ mình bữa nay mình không muốn đi chùa nghe pháp như vậy, mà có người họ rủ mà người đó mình cũng rất là quý, họ nói tới lui tới thuyết phục hồi mình đi, hay là hoặc giả là mình đang đi hành hương, mình có tiền mình đi để dành để mình mua này mua kia, nhưng mà gặp một cái trường sa di mà những vị rất nghèo, những người khác họ rủ thì thật ra mình cũng không muốn làm, nhưng mà những người khác họ nói rằng ô cái dịp này ít khi nào có lắm, mình lâu lâu mới gặp trường hợp, mình nên làm phước đi. Họ nói dần dà thì mình cũng bị được thuyết phục, và thuyết phục xong mình cũng cúng. Thì cái chuyện mà tác động như vậy đó gọi là tâm có tác động, hay là người ta sự gọi là hữu trợ. Thì có phấn khích hay không phấn khích, đi với trí tuệ hay là không đi với trí tuệ, và có tác động hay không có tác động, chịu tác động hay không có chịu tác động, đó là những thứ mà tạo nên 8 tâm thiện. Nó cũng tương tự gần giống như tâm tham, nhưng mà tâm tham thì bị hợp trí, gọi là hợp tà, chạy đi với tà kiến.
Như vậy chúng ta có bốn tâm tham đầu ạ. Dạ, bốn tâm tham đầu là bốn tâm tham phấn khích, mà ngày từ sáng ngày dịch là thọ hỷ. Thì tâm tham đầu tiên là tâm tham thọ hỷ hợp trí vô trợ, xin lỗi, tâm điển đầu tiên là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thiện thứ hai thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thứ ba là tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm thiện thứ tư là tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Và bốn tâm sau thì nó cũng giống như bốn tâm trước, nhưng mà thay vào thọ hỷ thì nó đổi là thọ xả. Ví dụ như là tâm xả thọ xả, tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Khi mà chúng tôi vào chùa hồi nhỏ mà ở gần sư trưởng, cái này cũng rất là vui, là mỗi lần mà học vi di pháp thì sư trưởng hay bắt những học viên tìm những cái thí dụ cho từng thứ tâm một. Dạ, những cái thí dụ này cho từ trường hợp, tại vì khi chúng ta đọc qua đại loại thì nhiều khi mình không để ý. Dạ, nhiều khi mình không để ý, không để ý thế nào là mình không có mình không có nghĩ là trường hợp đó là tại sao nó có thứ tâm như vậy. Ví dụ như đã là tâm thiện rồi mà nó lại là tâm không có phấn khích, hay là tâm thọ xả mà nó lại thọ xả mà lại vô trợ, tức là nhậm lẹ, mà nó đi với trí tuệ, thì mình phải giải thích sao? Thì các học viên mới phải tự tìm ra một thí dụ. Dạ. Thí dụ như một người làm phước, người ta kêu thì mình làm liền, đó là tâm vô trợ. Dạ. Và khi mình làm á thì mình mới hiểu rằng đây là một việc làm rất là cần thiết ở trong hiện tại và cũng tạo công đức cho mai sau, đó là tâm hợp trí. Nhưng bởi vì công việc rất thường làm, làm lắm, ví dụ như là Phật tử đi chùa nghe chư tăng ở xa về, hay là chư tăng bệnh thì thường giúp, đến chuyện thường làm. Nếu lần đầu tiên làm thì cảm thấy rất là phấn khởi, nhưng mà thường làm cái tâm cũng có tâm làm, nhưng mà không có phấn khích, mà làm bằng cái tâm điềm đạm, làm bằng cái tâm vốn đã quen làm rồi, thì cái tâm đó gọi là tâm thọ, tâm thiện, thọ xả, hợp trí và vô trợ. Hay hoặc giả là mình đi chơi ở đâu đó, dạ, đi chơi ở đâu đó, mà bây giờ mấy người khác họ rủ, thôi bây giờ đi chùa. Thật ra khi mình đi chùa, mình không phải là phấn khởi, phấn khích. Mà người ta kêu mình làm thì mình cũng làm theo. Dạ, nhưng mà mình làm rồi đó, thì mình làm tất cả là bản năng thôi, chứ cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Thì đó là cái tâm thiện, thọ xả, ly trí mà hữu trợ. Thì những thí dụ như vậy đó, sư trưởng thường thường mời mỗi một người lên cho một cái thí dụ. Và từ cái thí dụ này dần dà thì chúng ta hiểu rõ tám cái tâm nó khác nhau như thế nào. Thì chúng ta thấy điều này nó cũng rất có lợi, nhưng mà ở trong lớp học thì việc này nó làm cho mất thì giờ chúng ta không có đầu sâu, thưa quý vị, không có đầu sâu. Chúng tôi muốn nói là chúng tôi chỉ gợi ý thôi, quý Phật tử nên tự tìm ra thí dụ, chứ nếu người này người kia mà tìm ra cái thí dụ thì tương đối là mất thì giờ, chúng ta không có thì giờ để cho cái phần thảo luận. Sau cùng của bài học về tâm thiện hôm nay đó, chúng tôi muốn gửi đến quý vị Phật tử một điều mà chúng ta nên nói, đó là trong cuộc sống này đó, những cái người mà gọi là nhàn cư sanh bất thiện, tức là người sống làm việc với tâm lười biếng, thì hầu hết đó, là do cái sự lười biếng đó. Dù là họ biết Phật pháp gì nữa thì thiện tâm họ đôi khi không có tăng trưởng nhiều. Nhưng một cái người mà dù không biết Phật pháp nhưng mà họ có cái sự siêng năng tập trung vào công việc nào đó thì họ cũng sống bằng thiện tâm. Chúng tôi lấy ví dụ như là trong kinh dạy rằng
một cái người mà thờ kính cha mẹ, hay là cái người biết lo cho gia đình, lo cho chồng con, hay là một cái người biết giúp đỡ quyến thuộc, mặc dù họ cũng biết gì Phật pháp, nhưng mà khi họ làm những việc đó, họ làm bằng cái tâm về tâm thiện, họ làm bằng tâm thiện. Hay hoặc giả là thay vì mỗi người nghèo đói đi vay mượn nợ, thì người này phấn đấu để đi làm, để kiếm tiền, và bằng lòng với số tiền lương thiện đó, không đi trộm cướp của ai, không đi vay của ai, mà chỉ tập trung để làm ra tiền. Thì trong lúc họ tập trung họ làm tiền, họ cũng sống bằng thiện tâm quý vị nhé. Dạ, thiện tâm, tại vì cái tâm mà khéo léo trong công việc, cái tâm mà cần mẫn, nó cũng là một cái chất liệu của tâm thiện. Thì cái tâm thiện dùng với tình hảo đó, nó không nhất thiết là nó liên quan đến tôn giáo, mà nó liên quan đến một lối sống. Dạ. Nếu mà chúng ta sống Phật pháp thì có tâm thiện đã đành rồi, nhưng một người chuyên cần, một người cố, ví dụ như là có những người họ đi làm mà công việc làm hồi đòi hỏi phải suy tư, phải chính xác, và họ dùng trí tuệ rất nhiều, thì họ vẫn sống bằng cái tâm thiện dục giới. Và do họ sống với tâm thiện dục giới thì nó mất đi cái tâm bất thiện. Dạ, bất tâm bất thiện. Cái người nào trong cuộc sống mà thường sống với tâm thiện nhiều, nó bớt tâm bất thiện. Tại vì cái bản chất của tâm thiện là nó có cái gọi là vô tham, vô sân, vô si. Và khi mình sống với cái trạng thái vô tham, vô sân, vô si thường á, mà khi mình trở về trạng thái tham sân si á, thì mình cảm thấy nó không thoải mái. Ai mà đã thường sống với cái tâm vô tham, vô si, vô sân, vô si rồi đó, thì họ sẽ thấy rằng cái tham sân si nó có vấn đề. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là có những quốc gia mà tiến bộ văn minh đó, người ta sống rất là sạch sẽ, rất là tôn trọng lẫn nhau, và rất ít khi muốn làm việc gì đó mình đã làm phiền người khác. Thì để có được điều này đó, thì cái trình độ văn minh phải cao, cái ý thức phải rõ ràng, và họ thường sống như vậy, họ cũng thường sống với thiện tâm. Trong lúc đó thì có những nơi mà người ta sống bất chấp và muốn ồn ào thì chẳng cần biết hàng xóm là gì, muốn nói năng ăn ngăn nói ngược sao cũng được, thì họ sống về bất thiện cũng nhiều. Và cái chất liệu của thiện, chất liệu bất thiện đó, nó cũng thường tồn tại, tạo cái thói quen của con người, cái đó chúng ta phải để ý. Dạ. Bởi vì chư vị Bồ Tát ở trong rất nhiều đời nhiều kiếp đó, có những kiếp mà các ngài không có ra đời gặp Phật pháp, dĩ nhiên là có những kiếp các ngài gặp chư Phật, gặp chư Phật để thọ ký, gặp chư quyền để Phật để phát nguyện ra lời, có. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp các ngài sanh ra đời ở trong thời kỳ Phật pháp không hiện hữu trên thế gian, nhưng mà các ngài sống bằng cái thói quen thiện. Dạ. Một cái con người sống có thói quen thiện đó là sống biết suy nghĩ, và sống với thói quen thiện đó là sống với tâm mát mẻ. Khi nào mà có cái gì đó mà nó hơi nóng nảy, nó hơi dính mắc, nó hơi u mê, thì mình nhận nó ra liền. Là những cái chất liệu này nó rất là tốt cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái thiện tâm trong đời sống nó đơn thuần chỉ là một cái sự khởi sanh do tôn giáo, hay khởi sanh do cái trí tuệ, mà nó cái thiện tâm nó đến từ một cái bản tính, và cái bản tính nó vốn là một cái tập tính hay là tập thói quen từ nhiều đời. Như trường hợp là Đức Bồ Tát khi mà ngài sinh ra là một vị hoàng tử năm 7 tuổi đó, vua cha tịnh phạn làm lễ hạ điền, và trong lúc mọi người đang vui thì ngài ngồi một mình dưới 40 trăm, thì ngài nhìn vào hơi thở, ngài nhiếp tâm và ngài ăn trú trong trạng thái sơ thiền. Thì cái đó không phải là sự tu tập đơn thuần trong một kiếp này, mà nó vốn là do cái tập tính nhiều đời nó trở thành thói quen. Nên đặc biệt đời sống chúng ta đó, người ta nói là có câu là nói là vi thiện tối lạc, đạo lý tối đại. Làm thiện đó là một hạnh phúc lớn nhất, và cái đạo lý đó là điều lớn nhất. Nhưng mà cái chữ mà vi thiện tối lạc đó, thường thường chúng ta không có biết rõ, mình chỉ là nó là một quan điểm luân lý. Nhưng mà nói là thắng pháp đó, là nếu chúng ta thường sống với thiện tâm, sống với thiện tâm từ sáng, ví dụ buổi sáng thức dậy mình tụng kinh, sáng thức dậy mình cầm cái chổi quét sân, sáng thức dậy mình làm đồ ăn cho những người trong gia đình, sáng thức dậy mình đi sẽ làm những trí tuệ, v.v. Thì
từ sáng tới chiều đó, cái thời gian mà sanh khởi thiện tâm nó nhiều. Còn một cái người mà sống buổi sáng ra là rượu chè bê tha, buổi sáng ra là cầm điện thoại lên nói đồ này đồ kia, buổi sáng buồn trong Facebook là vì đây kia, thấy cái tâm mà mình càng tham sân si nhiều thì cái chất liệu vô tham vô sân vô si càng ít, và cái chất liệu vô tham vô si càng ít thì ảnh hưởng trong ngày của mình. Thành ra khi mình học Tăng Pháp đó, có một điều như vậy là đối với chúng ta, một ngày mà giữ được nhiều thời gian sống với thiện tâm, sống với tâm tịnh hảo đó, thì ngày đó chúng ta có nhiều chất liệu tốt trong đời sống. Dạ, tốt lắm. Chúng tôi lấy ví dụ rất là đơn giản là chúng ta vào đây để nghe Pháp á, dĩ nhiên là có những người vào vì tò mò, có người vào vì thế này kia, nhưng mà những ai mà theo học Phật Pháp lâu dài thì hiểu rằng chúng ta nghe Pháp là thiện tâm, thì không thiện tâm chúng ta vào đây làm cái gì? Ở đây chẳng có chuyện gì mà để chửi qua chửi lại, chẳng có chuyện gì để tham lam sân hầm si mê ở đây hết. Ở đây chúng ta chỉ có đơn giản là vào để lắng nghe, để suy nghĩ về lời Đức Phật dạy. Và nếu một ngày mà chúng ta có được 2 tiếng đồng hồ để làm như vậy đó, thì thưa quý vị, thật ra chúng ta được nhiều lợi ích lắm. Được ít nhất là chúng ta có những cái giờ phút sống trong thiện tâm. Dạ, sống trong thiện tâm. Và thật ra mỗi ngày chẳng những sống thiện tâm mà sống với niềm tin, sống với trí tuệ, thì nó là cái phước. Dạ, là phước. Và chúng ta phải tin như vậy. Dạ, chúng ta phải tin. Chúng tôi nói thật với quý vị nha, là khi mà chúng tôi đọc cái bài kinh mà Đức Phật dạy Hoàng Thân Mahanama đó, Hoàng Thân Mahanama hay lo lắng và nêu lên câu hỏi với Đức Phật là ở trong thành Katila Vệ này có rất nhiều cái tai nạn, tại vì đông xe đông người, tai nạn bất ngờ, cô sợ con chết đi sẽ đi xuống. Thì Đức Phật ngài dạy Hoàng Thân Mahanama chứ có lo lắng, dạ chứ có lo lắng. Thì ngài dạy trong đời sống, thiện tâm chúng ta có tu tập, thì dù cái thân ngoại mạng chung đó thì giống như là một cái ghe đựng bơ, cái bản chất của bơ là nổi lên, dù cái ghe đó thả xuống nước bị đập bể thì cái phần vỏ bên ngoài nó rơi xuống, nhưng mà cái chất liệu của bơ nó vẫn nổi, nó sẽ chìm xuống, cái bơ nó sẽ chìm xuống. Thì trong đời sống chúng ta có những cái chất liệu thiện, chúng ta phải tin vào chất liệu thiện đó và tin thường. Nếu một ngày mà chúng ta cứ lo cái chuyện mà tham sân si thì đúng là chúng ta dễ đi xuống. Nhưng mà nếu một ngày nào cũng vậy, chúng ta chỉ nhớ lời Phật dạy, ngày nào chúng ta có dịp để suy niệm lời Phật dạy, thì chúng ta phải tin rằng và những chất liệu tiền đời tiền đó đó, nó là chất liệu nhẹ nhàng, chất liệu đi lên chứ không thể nhận chìm xuống được. Và mình phải nhớ và mình nên quan hệ như vậy. Thì thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong cái bài học về tâm thiền dục giới tịnh hảo. Nhưng chúng tôi muốn nêu lên ở tại đây một điểm mà tất cả quý Phật tử nên nhớ, đó là học Thắng Pháp không thể nào hiểu được một cái tâm, hiểu được một pháp chỉ vì trong một bài học, mà chúng ta phải đi qua rất nhiều bài học. Và chúng ta có sự cân phân, có sự so sánh. Và ví dụ mình khi mình học về tâm thiện, tâm bất thiện, mình hiểu khác. Mà khi học về các thuộc tánh thì chúng ta sẽ hiểu về tâm thiện, tâm bất thiện khác. Đi vào ở trong những trình tâm thức chúng ta hiểu khác, đi vào những cái như là bất thiện tập yếu, giác phần tập yếu, tham trận tập yếu, chúng ta sẽ hiểu khác. Và đi vào giới duyên khởi, giới duyên hệ đó chúng ta hiểu khác. Nên đừng bao giờ nghĩ rằng trong bài không có ghém chúng ta hiểu hết, mình sẽ trở lại về điều này. Chúng tôi xin ngưng cái phần trình bày về bài học ngày hôm nay tại đây để bước qua phần tiếp theo. Quý vị đợi chúng tôi một chút nha. Chúng tôi xem không có vị nào ở trước máy. Quý vị có thể ở desktop, quý vị có thể cho chúng tôi biết rằng Chư Tăng hiện có vị giảng sư nào ở trước máy không? Dạ có, Đồng Pháp Tân. Thượng tọa Tân ơi, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tân đang ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa Tân hoan nghỉ. Hoan nghỉ chia sẻ một vài điều trong cái đề tài ngày hôm nay. Dạ. Thượng tọa Pháp Tân, chúng ta thấy có một điểm như vậy trong cuộc sống đó. Về cái tâm thiện đó, thì có người rất là dễ khởi tâm thiện, mà có người rất là khó khởi tâm thiện. Dạ. Ví dụ như là cái chuyện mà nhìn một tượng Phật hoan hỷ
nghe một bài pháp hoan hỷ, thấy một cái việc mà từ thiện mà muốn làm đó, thì không phải ai cũng giống nhau hết. Thì từ cái kinh nghiệm của Thượng Tọa là một vị tu sĩ, là một vị hướng dẫn Phật tử đó, Thượng Tọa thấy rằng lý do nào khiến cho một người rất là dễ sanh khởi thiện tâm, và lý do nào khiến cho người ta khó sanh khởi thiện tâm. Cái tính Thượng Tọa hoan hỷ chia sẻ về điểm này. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tị Trị, Đức Tị Đức cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây thì con nghĩ như thế này, cái... ở trong cuộc đời này đó thì chúng ta gặp là có người đó thì người ta dễ dàng sanh khởi tâm thiện, nhưng mà có người đó thì cũng khó có thể sanh khởi tâm thiện, trong khi họ dễ dàng thanh sanh tâm bất thiện. Trong mỗi con người phàm phu đó, thì giữa cái thiện và cái bất thiện đó, nó xen lẫn với nhau. Có lúc thì chúng ta khởi cái tâm bất thiện, có khi thì chúng ta cũng khởi được cái tâm thiện. Nhưng mà có người đó thì khởi tâm thiện được nhiều, khởi cái tâm thiện bất thiện nó ít. Có người thì khởi cái tâm thiện rất là nhiều, nhưng mà là khởi tâm thiện rất là ít, hay hoặc là không có khởi luôn, không có khởi được cái tâm thiện. Thì con nghĩ ở đây đó là nếu mà mình nói rằng mình tập những cái hạnh lành, hay là tập mình quân tập cho mình ở trong cái đời sống quá khứ đó, thì trước tiên đó là mình phải thân cận các cái bậc thiện trí. Ở trong hiện tại cũng vậy, mình thân cận ở đối với các cái bậc thiện trí, bởi vì khi mà mình có thân cận các cái bậc thiện trí. Bậc thiện trí ở đây đó thì rõ ràng là những người có sở hành đúng đắn, sở hành thân khẩu ý được tốt đẹp, có một cái tri kiến đúng đắn. Thì khi mà mình gần gũi những cái bậc thiện trí đó thì mình sẽ quân tập quân tập được những cái hạnh lành. Mình thấy cái cảnh lành, cảnh thiện đó, mình có thể dệt khởi được cái tâm thiện. Rồi mình gần gũi những cái bậc thiện trí như vậy đó, thì mình quân tập những cái hạnh lành, cái hạnh lành đó. Bởi vì chúng ta biết rằng để mà khởi tâm thiện thì chúng ta phải có, ngay cả nếu mà đời không quá khứ thì chúng ta cũng phải quen quân tập cái những cái hạnh lành. Chúng ta thấy cái việc bố thí cúng dường chúng ta cũng quan hỷ rồi chúng ta cũng làm. Chúng ta thấy cái việc mà chúng ta giữ giới trì giới chúng ta cũng quan hỷ để chúng ta làm. Để khi chúng ta thấy được những cái việc thiện gì đó, thấy người khác làm được cái việc thiện, từ cái việc mà một người mà để mà thúc liễm thân tâm, tức là dành cho cái thời gian đời sống thiền tập, thì mình cũng quan hỷ. Quan hỷ rồi mình có cái sự thân cận, gần gũi. Mắt mình chứng kiến cái cảnh thiện, cái cảnh lành, cảnh tốt. Rồi tai mình nghe những cái âm thanh, những cái tiếng nói, những cái âm thanh bởi vì những cái lời nói thiện. Thì khi mà mình gần gũi đó, mình gần gũi những cái bậc thiện trí đó, chúng ta học hỏi được rất là nhiều, chúng ta trao dồi rất là nhiều, trao dồi rất là nhiều. Mình có những người đó quý vị, là có khi đó là có những người đó là thấy cái cảnh thiện ấy, cái tâm thiện, có khi là tự động họ khởi cái tâm thiện lên. Nhưng mà có người đó thì phải được nhắc nhở. Phải được nhắc nhở, phải được sách tấn, phải được phiên lên,
thì họ mới được khởi được cái tâm thiện. Có những người ngược lại đó, thì dù có khuyên ngăn như thế nào đi nữa, có khuyên lơn như thế nào đi nữa, sách tấn họ trong cái việc thiện rất là nhiều, nhưng mà họ cũng không thể nào thực hiện được cái việc thiện. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng mình, cái điều mà trước tiên đó, là mình gần gũi những cái bậc thiện trí. Giống như ngày nay nè, chúng ta gặp được Phật Pháp, chúng ta gặp được Phật Pháp, chúng ta gặp được Chư Tăng, gặp được giáo Pháp, được Chư Tăng nhắc nhở những cái lời Phật Pháp, từ cái việc trùng tuyên thuyết giảng, rồi nhắc nhở những cái lời nói hết sức là đơn sơ, đơn giản, nhưng mà rồi đó là nó thấm đậm, gọi là cái đạo lý ở trong đó, cái thiện pháp ở trong đó. Cho nên khi mà mình nghe những cái cảnh đó, những cái âm thanh đó, mình hoan hỷ. Mình thấy người ta làm được cái việc thiện, mình cũng hoan hỷ. Ngày nay mình gặp Phật Pháp dễ, chấp nhận Phật Pháp đó, thì chúng tôi nghĩ rằng quá khứ mình có nhiều cái thiện duyên. Mà cái thiện duyên đó đó là chính nhờ cái việc mà mình thân cận những bậc thiện trí. Thân cận những bậc thiện trí. Cho nên là ngay cả cái việc mà thân cận bậc thiện trí đó, trong kinh Thập Thượng, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có dạy rằng có bốn cái nhân tiến hóa. Có bốn cái nhân tiến hóa. Thì cái nhân đầu tiên đó là mình ở một cái trú xứ nó thích đáng. Cái trú xứ thích đáng. Bởi vì cái trú xứ đó là mình có thể dễ dàng khởi cái tâm thiện, dễ dàng thực hiện được những cái điều thiện ở trong đời sống. Thì mình nên chọn cái trú xứ để mình ở. Ở để chi? Mình trau dồi, mình làm cho các cái thiện pháp ở trong lòng, trong tâm của mình có thể khởi lên, rồi mình cũng có thể thực hiện được những cái điều thiện. Cái điều thứ hai nữa, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói rằng mình thân cận những bậc thiện trí. Mình thân cận những bậc thiện trí. Khi mà mình thân cận những bậc thiện trí vậy đó, thì mắt mình chứng kiến những cái cảnh lành, cảnh thiện, tai mình nghe những âm thanh thiện, rồi tâm mình luôn luôn suy nghĩ khởi những cái tâm thiện từ ở cái việc đó. Cho nên ở đây đó là mình thân cận đối với cái bậc thiện trí, ngay cả trong hiện tại cũng như là ở trong quá khứ, chúng ta dễ dàng khởi cái tâm thiện. Cái điều thứ ba nữa là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dạy mình đó, có một cái điều đó là mình phải xác định được cái lập trường của mình. Xác định được cái lập trường. Khi mình đã có niềm tin đối với Tam Bảo, mình có niềm tin đối với nhân quả nghiệp báo luân hồi, mình có niềm tin đối với giáo pháp của Đức Phật, có cái công năng diệu dụng giúp cho chúng ta được an lạc, được thanh lọc những cái phiền não, thanh lọc những cái bợ nhơ cấu quế của phiền não, để chúng ta tu tập dễ dàng đạt đến được sự an lạc giải thoát. Thì khi mà mình xác định được cái lập trường của mình, xác định được cái niềm tin của mình, xác định được cái sở hành của mình, thì mình phải giữ vững cái lập trường đó, mình không thay đổi. Dù có sớm, có tối, có muộn, hay là có sớm, có khỏe, hay là có ốm yếu, ốm đau gì đi nữa, hay hoặc là lúc cuộc sống nó hết sức là thuận lợi, hoặc là cuộc sống nó có những cái sự trở ngại, thì mình vẫn giữ được cái lập trường của mình. Và cái lập trường đó chúng ta không thay đổi. Không thay đổi bởi niềm tin, không thay đổi bởi cái việc làm của mình, tức là cái sự tinh tấn trong thiện pháp của mình. Mình giữ vững cái lập trường như vậy. Cái điều thứ tư mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có dạy đó là mình phải có cái nhân để tạo phước, để dành trước. Chúng ta gặp được Phật Pháp đó, để khởi được tâm thiện, làm được việc thiện đó, ngay cả đời này nè, để chúng ta gặp được Phật Pháp đó, rồi chúng ta khởi được tâm thiện đó, khởi được tâm thiện, rồi làm được việc thiện đó, thì chúng tôi nghĩ rằng mình có cái nhân duyên từ đời trước, mình đã tạo phước để dành trước. Mình có những người đó thực hành thiện pháp rất là dễ, nhưng có người thực hành thiện pháp rất là khó khăn, rất là trắc trở, rất là trở ngại, mặc dù họ có những sự việc quyết tâm. Cho nên là chúng ta biết rằng là
có những cái sự chướng ngại của nó. Nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy rằng là khi mà mình có cái tạo được cái phước lành á, mình tạo được cái phước lành á, thì phải nói rằng là cái nhân duyên đó, đó do cái thiện thiện pháp mà mình làm trong đời quá khứ nó trở thành chiếc cầu nối, nó trở thành cái sợi liên kết để cho đời này mình tiếp tục gặp được Phật pháp nữa. Như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đầu tiên đó là mình phải, để mà khởi được cái tâm thiện, là cái điều đó phải là do cái việc mà mình thân cận bậc thiện trí. Cái thứ hai nữa là mình phải tập cho mình trong cái sự suy nghĩ, nhìn nhận, phải có cái sự khéo tác ý rồi đó. Chúng ta nhìn nhận sự việc gì đi nữa, từ ở mắt thấy, tai nghe, từ ở cái việc mà trong đời sống hàng ngày, các giác quan của mình, thì mình phải nhìn nhận bằng cái nhận xét bằng sự khéo tác ý. Khéo tác ý ở đây đó là ví dụ như thế này, mình nhìn cảnh gì đó thì cái chuyện đó nó có ra sao đi nữa, thì mình nên nghĩ đó là cái pháp mà trong kinh gọi đó là cái hữu vi, mà cái pháp mà được tác tạo thì nó có sinh ra thì nó có phải diệt, nó có đến thì nó phải đi, nó có thành tựu thì nó cũng có phải hoại diệt. Chúng ta hiểu như vậy và tin như vậy. Như vậy thì khi mà một cái việc nhìn của mình, cái sự nhận xét của mình qua mắt thấy hả, tai nghe đó, thì mình phải có cái sự khéo tác ý trong đó. Khéo tác ý để chi? Mình không có cái gì để được gọi là cái pháp bất thiện nó khởi lên khi mà mình có cái sự khéo tác ý trong đó. Khéo tác ý đó là cũng một vấn đề, cũng một sự việc nó xảy ra, nhưng mà một người có khéo tác ý đó thì cái tâm thiện dễ dàng sanh khởi. Còn nhưng mà một người không có khéo tác ý thì nhiều cái tâm bất thiện nó khởi lên lắm. Cũng một cái lời nói của người khác nói ra thôi, nhưng mà mình không có khéo tác ý thì mình nhiều cái sự ghim gút, nhiều cái sự khổ lị, phiền não, hay là nhiều cái sự sân hận bực bội do mình không khéo tác ý thôi. Hay hoặc là cũng một sự việc nó xảy ra, mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe, thì cái sự dính dướng mắt của mình, sự tham tâm của mình, cái tham tâm của mình hay cái sự dướng mắt của mình nó khởi lên rất là nhiều. Có những người đó thì hết sức là cột chặt, nhưng mà có người hết sức là thanh thản trước một sự việc nó xảy ra. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng cái việc gì đó thì mình cần phải có khéo tác ý. Khéo tác ý, nếu chúng ta không khéo tác ý trong nhìn nhận một vấn đề đó, thì cái tâm bất thiện nó có thể dễ dàng sanh khởi lên lắm. Nhưng mà một người có khéo tác ý đó thì cái tâm thiện nó có thể sanh khởi lên. Cũng là một sự việc nó xảy ra, nhưng mà do rằng khéo tác ý đó thì cái người đó không có tâm bất thiện sanh khởi, mà ngược lại đó thì họ có những cái tâm thiện nó sanh khởi lên. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái thiện pháp, cái thiện pháp ở trong lòng của mỗi người, trong tâm của mỗi người đó, thì cái điều đầu tiên đó là mình phải có thân cận bậc thiện trí, ngay cả đời này hoặc là đời trước. Cái nhân duyên mà chúng ta đời này chúng ta gặp được Phật pháp, thì chúng tôi nghĩ rằng mình có cái phước lành từ đời trước, trong đó có cái sự thân cận bậc thiện trí. Cái thứ hai, nhìn nhận trong mọi vấn đề đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là mình phải có khéo suy tư, khéo tác ý trong đó. Thì khi mà mình có khéo tác ý như vậy đó, thì thiện pháp nó được sanh khởi. Và cái sanh khởi đó, nó là cái sợi dây kết nối để đời sau mình cũng tiếp tục nữa. Mình nhìn nhận cái sự việc đó, cái tâm thiện mình có thể sanh khởi. Cho nên cái tâm thiện này đó, nếu chưa có thì mình phải quân tập cho nó, tạo những cái chủng tử tốt để giúp cho mình dễ dàng sanh khởi cái tâm thiện. Còn trong khi mình không có tạo được những cái chủng tử tốt, những cái thiện pháp tốt đó, giống như bây giờ á, là quý vị nhiều khi mình làm những cái thiện sự gì, mình nguyện là ngoài cái việc mà mình nguyện cho thân bằng quyến thuộc để tưởng nhớ đến quyến thuộc, rồi còn có cái nguyện là mình làm cái nhân lành để giải thoát ở trong tương lai.
thì tất cả những cái thiện pháp mà mình làm nó làm cái hành trang, nó làm một cái chiếc phao, hay nó làm được một cái điều mà để giúp cho chúng ta tu tiến ở trong đời sau. Đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ có được cái thiện pháp. Cho nên nếu mà muốn được có cái tiến hóa ở trong đời sống, hay là có cái thiện pháp sanh ở trong tâm, chúng tôi nghĩ rằng nãy chúng tôi đã thưa đó, là có bốn cái pháp mà Ngài Xá Lợi Phất Thầy dạy, là ở một cái trú xứ nó thích đáng để tâm thiện nó có thể dễ dàng sanh cận. Cái thứ hai nữa là thân cận bậc thiện trí, thân cận bậc thiện trí. Cái thứ ba nữa đó là mình phải giữ vững cái lập trường của mình. Khi mình đã có cái niềm tin, có đời sống tinh tấn trong thiện pháp, thì mình giữ vững cái lập trường đó, mình không có thay đổi. Và cái điều thứ tư nữa đó, là mình phải làm cái nhân lành, tức là cái thiện pháp mà mình tạo trước. Đời trước mình đã tạo được cái nhân lành, đời này mình tiếp tục gặp Phật Pháp, và đời này mình tiếp tục tạo cái nhân lành nữa, để nó làm cái sợi dây kết nối, để rồi chúng ta trở thành cái hành trang, để một lúc nào đó mình dứt trừ được những cái sự ô nhiễm ở nội tâm. Mình nguyện cái này, nguyện cái kia, nhưng mà cũng không nguyện quên nguyện cái việc mà mình làm nhân để đưa đến cái sự giải thoát, để chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái nguyện của mình là một việc, nhưng mà rồi đó là cái sự tinh tấn của mình, do mình chọn cho mình một cái điều kiện tốt nhất, đó là thân cận bậc thiện trí, đó là ở một cái trú xứ thích hợp, thích đáng, hoặc là đó là mình xác định được cái lập trường của mình giữ vững cái lập trường của mình. Và cái thứ tư nữa đó, là mình phải cố gắng tạo được những cái nhân lành, tức là cái thiện pháp, nó trở thành một cái sợi dây kết nối, giúp cho mình được có cái sự tiến hóa, hay là dễ dàng khởi cái tâm thiện hơn, giúp cho chúng ta có thể rằng là an lạc đời này và an lạc ở đời sau. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái mỗi mà Hòa Thượng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú rất là cảm kích Hòa Thượng, Thượng Tòa Pháp Tân vừa trình bày chia sẻ điều vừa rồi. Từ đó tin thì con nghĩ chia sẻ tiếp một điểm như vậy, là nãy giờ chúng ta nói rằng tâm thiện đó là cái tâm đi với vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà tại sao có những người làm thiện và cũng có thiện tâm, nhưng mà họ lại rất là khổ sở, rất là bực bội, rất là khó chịu, thậm chí là nhiều phiền não nữa. Thì chúng ta giải thích thế là tại sao cái chất liệu của thiện tâm nó lại không có thể hiện qua được, qua cái việc làm của họ, mà nó chỉ thể hiện phiền não thôi. Thì cậu quan nghĩ nhìn giảng từ cái góc cạnh cụ thể, và làm thế nào mọi người Phật tử có thể khai triển cái thiện tâm trong cái thiện hạnh, hơn là vướng vấp mà phải những phiền não trong thiện hạnh. Xin kính thỉnh thưa tổ quan nghị trở lại. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong room. Ở đây theo con nghĩ đó, thì trong A Tỳ Đàm cũng có nói là có những cái tâm thiện mà nó chỉ có hai nhân, hoặc là có những tâm thiện mà nó đủ ba nhân thiện, tức là vô tham, vô sân và vô si, đồng có nghĩa là có trí. Ở đây đó thì con nghĩ rằng chúng ta quay lại ở trong cái đời sống đời thường đó. Nhiều người đó, nhiều khi mình làm cái việc thiện gì đó, mình cảm thấy nó là cái sự bó buộc, ràng buộc, rồi mình cảm thấy đó là khi tâm bất thiện, tâm sân, bực bội, khó chịu, hay là mình mong muốn cái này cái kia rất là nhiều. Dạ, mong muốn mọi người khác biết mình làm cái điều thiện, rồi mong muốn người khác tán thán mình, hay là mong muốn người ta phải theo cái ý của mình,
Ví dụ giờ trong một cái cuộc trai tăng, một cái buổi trai tăng cúng dường vậy, mình một người nếu mà mình khởi cái tâm thiện lên thì mình nghĩ là bây giờ cái thiện sự mình khởi mình làm thì có người những người đồng đạo với nhau, đồng người người đồng chung với nhau, cùng chung Phật tử với nhau, mình cùng chung mình làm những cái chuyện gì đó thì mình đều có thể có cái sự hỷ xả nhau hết, mình không có chấp nhất. Mình chấp nhất người ta phải ý này ý nọ, phải theo mình, ý mình phải như thế này ý như thế nọ. Dĩ nhiên mỗi người có một cái sự suy nghĩ khác nhau, có khi mình nói là cái điều này làm nó hoàn hảo, nó tốt nhất, có những người khác thì họ vẫn có những cái ý khác. Nhưng mà dù gì đi nữa thì chúng ta cũng biết là lấy một cái tiêu chuẩn, lấy một cái pháp để làm chuẩn, thì khi mình làm cái điều thiện, dù người ta có, cái người khác họ có những cái ý khác, dù là khác cái ý của mình, nhưng mà mình cũng không có nên câu chấp về những cái việc đó. Chúng ta biết rằng nếu mà mình làm việc thiện thì ai cũng khởi những cái tâm thiện, ai cũng khởi được những cái tâm thiện, người ta mới có thể đến người ta làm. Nhưng mà mỗi người mỗi ý nó khác nhau, nhưng mà chúng ta cũng lấy một cái mốc chung, cái mẫu chung, nó trở thành một cái khuôn khổ để chúng ta biết rằng trong cái cách làm như vậy thì chúng ta có những cái điều mà thống nhất với nhau để chúng ta làm. Thì dù người khác có làm sai đi nữa, làm không theo ý mình thì mình cũng phải có cái sự hoan hỷ, không có nên mình câu chấp. Khi mà mình làm á, mình có sự câu chấp á, thì mình không có xả bỏ, mặc dù là nó cũng là một việc thiện. Mình làm cái chuyện giống như mình bố thí cúng dường, mình không có câu chấp, mình châu chấp người này người kia như thế nọ, ông này ông nọ, bà này bà kia, việc này việc nọ. Chúng ta càng câu chấp nhiều thì nuôi lại ở trong lòng của mình, tồn động lại ở trong lòng của mình về những cái sự câu chấp, về những sự khó chịu, những sự sân hận, hay hoặc là những sự tham. Tham nó có nhiều thứ, chúng ta danh vọng, rồi chúng ta có nhiều thứ lắm nha. Như vậy thì chúng ta biết rằng mình mặc dù làm những cái điều thiện như vậy nhưng mà nó vẫn chưa có trọn vẹn nha. Nó chưa có trọn vẹn là hoàn toàn với một cái tâm thiện mà chúng ta hiểu trong cái nghĩa vô tham, vô sân và vô si. Cái việc mà chúng ta làm, nếu mà mình nói rằng cái tâm thiện nó chứa ba cái nhân lành, ba cái nhân thiện, đó là vô tham, vô sân và vô si, thì mọi chuyện gì đó chúng ta cũng phải thông suốt, nghĩ cho nó thấu tình đạt lý, rồi chúng ta làm những cái điều đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc thiện của mình làm là để cái thứ nhất ấy, là chúng ta dù là chúng ta làm cái việc thiện gì, chúng ta cũng nguyện rằng làm cái nhân để giải thoát ở trong tương lai. Giờ quý vị không có nguyện là ở hưởng trời người, tái sanh trời người, nhưng mà cái căn nhân của luân hồi nó còn, cái tham ái nó còn, phiền não còn, thì chúng ta cũng vẫn còn phải tái sanh thôi. Nhưng mà chúng ta tái sanh mà chúng ta có những cái phước thì dĩ nhiên là chúng ta có những cái phước là do những cái tâm thiện chúng ta đã khởi lên, chúng ta làm thì chắc chắn chúng ta tái sanh cảnh giới an vui. Nhưng mà chúng ta nguyện để làm nhân giải thoát đó, thì chúng tôi nghĩ rằng đòi hỏi mình phải ngay cả lúc này hay là lúc nào đi nữa, mình cũng cái chăm tâm của mình, tâm thiện đó, mình đừng chứa chấp cái gì hết, phải thật sự là vô tham, phải thật sự là vô sân, phải thật sự là vô si. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó là cái tâm thiện mà để cho chúng ta thể hiện ở trong đời sống hàng ngày. Dù chúng ta có bố thí cúng dường, hay chúng ta có giữ giới cũng vậy, hay chúng ta ngồi thiền cũng vậy, hay chúng ta cung kính phục vụ gì, chúng ta phải thật sự là khởi với cái tâm thiện của mình, chứ đừng có nghĩ đó là cái điều ràng buộc, hay đó là cái sự khó khăn, hay đó là một cái sự để rồi
có nhiều chứa chấp những cái phiền não ở trong á, thì chúng ta cũng chưa trọn vẹn trong cái ý nghĩa của một cái tâm thiện, trong cái ý nghĩa của một tâm thiện. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái việc mình nguyện là một lẽ, nhưng mà cái việc quân tập của mình là một lẽ. Mình nguyện chỉ là nguyện thôi, nhưng mà chúng ta không có quân tập á. Trong cái đời sống hàng ngày đó, chúng ta đối cảnh nào đó thì chúng ta hết sức là cẩn thận trong cái việc khởi tâm, mà đặc biệt là tâm thiện đó, thì chúng ta phải cố gắng cho nó trọn vẹn, khởi cái tâm thiện lên bằng cái nhân của luật vô tham, vô sân và là vô si. Chứ đừng có, cũng là trong một cái hình thức của một cái việc thiện, nhưng mà chúng ta có nhiều cái sự sân si, có cái nhiều cái sự tham, rồi có nhiều cái sự suy nghĩ nó rất là mê mờ, nó không có rõ ràng, không có minh đạt một chút nào hết á. Thì thật sự là cái hình thức ở bên ngoài là tâm thiện, nhưng mà rồi đó là chúng ta không có đủ các cái nhân thiện đó. Đó là nhân vô tham, vô sân và vô si. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng không phải là cái việc mà mình chỉ có bố thí cũng mình để khởi cái tâm đâu, thiện hoàn toàn đâu. Cả cái việc giữ giới hàng ngày của mình, rồi lúc mà mình hành thiền cũng vậy đó. Làm sao để cái tâm mình á, nó có khởi lên á, thì mình cũng tránh đi những cái việc mà tham sân ở trong đó. Nghĩ cái gì nó cho có rút ráo trong đó. Rồi chúng ta có, bây giờ mình giống như là một cái hành động nó rất là đơn giản, là mình quỳ xuống mình đảnh lễ Tam Bảo đi, vậy đã lỡ quá. Và mình thật sự với một cái tâm nhu nhiến, với một cái tâm mà dẹp bỏ cái bản ngã của mình, chứ không phải là chỉ có cái hình thức, chỉ có những cái hành động, cái hình tướng ở bên ngoài là mình là đảnh lễ, nhưng mà cái tâm của mình nó không có nhu nhiến, mình không có dẹp bỏ cái bản ngã, hoặc là mình không có không có một cái tâm mà gọi là tôn kính một cách trọn vẹn, thì cái đó nó cũng không có nghĩa, không có đúng cái nghĩa là mình đã thể hiện cái tâm cung kính, bất cung kính. Cho nên ở đó nó cũng không trọn vẹn là vô tham vô sân. Bởi vì ở đây quý vị biết rằng cái bản ngã của mình nó còn, cái tôi của mình nó lớn quá. Mình lại Phật, mình lại Phật, nhưng mà hay hoặc là mình lại pháp, lại tăng gì đó nhé. Nhưng mà mình còn cái bản ngã của mình, thì trong tâm tham của mình nó có cái tâm gọi là ngã mạn, nó có liên quan đến ngã mạn, tâm tham nó còn ngã mạn. Thì khi mà mình khởi lên cái tâm bất thiện như vậy đó, thì nó cũng có một cái điều mà chúng ta thấy nó không có cái kết quả tốt. Cho nên là nói ở đây đó là để mà mình khởi một cái tâm trọn vẹn trong mỗi cái cử chỉ của mình, trong mỗi cái việc thiện của mình, thì chúng tôi nghĩ rằng mình phải hết sức cẩn thận, cẩn thận trong cái việc khéo tác ý của mình, khéo tác ý của mình, rồi mình phải suy nghĩ cho nó xuyên suốt, để rồi mình thực hiện một cái việc thiện gì đó, tránh đi một cái tạp niệm, cái khởi niệm bất thiện nó khởi lên từ ở cái tham sân si tà kiến ngã mạn nó khởi lên, thì nó không có trọn vẹn trong cái nghĩa của một cái tâm thiện. Cho nên cái tâm thiện thì thật sự là nó phải, nếu mà mình nói là một cái tâm thiện trọn nghĩa, thì nó phải là đủ nhân, là vô tham, vô sân và vô si. Trong khi có một cái hình thức của từ một cái việc thiện, nhưng nó không trọn vẹn trong một cái nghĩa của cái tâm thiện trong đó, bởi nhiều khi nó vô tham, nhưng mà nó còn có cái, nó có vô tham nhưng mà nó còn si rồi sao, tức là thiếu trí. Hoặc là có khi là vô tham nhưng mà rồi còn có cái vô sân ở trong đó, có cái sân trong đó, thì nó cũng không có trọn vẹn của cái tâm thiện. Cho nên nếu mà nói đúng nghĩa của một cái tâm tham, tâm thiện đó, thì phải nói là nó từ ở cái vô tham, vô sân và vô si. Nó tức là nó có đủ ba cái nhân lành trong đó, ba nhân thiện trong đó.
Thì ở đây con xin được có cái ý để góp phần cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Nếu có điều chi cần bổ túc thêm, kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam mô Bụt Thầy gia. Sa thủ cái chuyện thì tôi học được rất nhiều với lời giải thích vừa rồi. Thưa quý vị, mặc dù Chư Tăng có cố gắng trình bày, nhưng mà đây vẫn là một đề tài mà tất cả chúng ta cần suy nghĩ trong đời sống. Tâm thiện đức giới tịnh hảo đó là cái tâm tạo cho chúng ta niềm an lạc, tạo cho chúng ta cái tâm tử thế, tạo cho chúng ta cái tâm tu tập, tạo cái nền tảng cho việc chính thiện, tạo nền tảng cho ba la mật chính đắc đạo quả. Tâm thiện với tịnh hảo đó đóng rất nhiều vai trò và hầu như đi xuyên suốt cuộc tâm linh của chúng ta. Và nếu có một điều nào mà chúng ta nên nghĩ tới là mong rằng trong cuộc sống này và mãi mãi về sau, cho đến khi chúng ta hoàn toàn giải thoát, xin chúng ta thường có được những cái tâm thiện với tình hảo này. Và một điểm đặc biệt là tâm thiện với tình hảo là cái tâm mà nuôi dưỡng cái trí tuệ. Trí tuệ, trí tuệ rộng lớn, trí tuệ trong đời sống, trí tuệ để chúng ta có thể đắc đạo chứng quả trong tương lai, đắc thiện được. Nên chi cái trí tuệ mà ở trong tâm thiện này là đóng vai trò rất đặc biệt, nên chúng ta cần suy gẫm nhiều, hiểu rõ, và rất mong rằng mỗi mỗi chúng ta sẽ tìm thấy lời lạc từ điều này. Xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này, quý vị, trong Phật Pháp Buddha Dhamma chúng ta sẽ có môn tương ứng bộ và vị giảng sư là Tọa Pháp Tân. Kính đại lễ Chư Tôn Đức, xin chào quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa di diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hóa, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Thank you.